Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 153. Đoạt xá. Lãng Thiên cảm nhận được đạo kia huyết sắc lưu quang lúc, liền sắc mặt đại biến, khi hắn nghe được cái kia thanh âm thời khắc, càng là kinh hoàng không thôi. Tiêu Phàm chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ mà thôi, coi như linh hồn chi lực có mạnh hơn, cũng chỉ là đại đế cảnh đỉnh phong a, thập thất tổ muốn đoạt xá Tiêu Phàm, như thế nào Tiêu Phàm có thể địch? Cút ra đây cho ta. Lãng Thiên gầm thét không thôi, hắn thân làm thánh đế cường giả, giờ phút này lại là không biết làm sao. Công kích linh hồn, chính là huyền diệu nhất, quỷ dị nhất công kích, nếu như chỉ là phổ thông linh hồn công kích, Lãng Thiên còn có thể ngăn cản thập thất tổ. Nhưng là, giờ phút này thập thất tổ linh hồn trực tiếp tiến nhập Tiêu Phàm trong đầu, cho dù là hắn, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng không thể hắn linh hồn cũng tiến vào Tiêu Phàm trong đầu, bởi như vậy, hai đại thánh đế cảnh linh hồn của cường giả ở Tiêu Phàm không gian ý thức bên trong đại chiến, Tiêu Phàm chỉ có thể chết càng nhanh. Ha ha, bản tổ mới là người thắng cuối cùng. Thập thất tổ đắc ý thanh âm vang lên, ngay sau đó triệt để trở nên yên lặng. Kết thúc, kết thúc. Ngọc Kỳ Tử sắc mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy. Hắn và Tiêu Phàm tầm đó thế nhưng là không chỉ có cấm thần tỏa hồn ấn, nhưng còn có chủ phó khế ước, nếu là Tiêu Phàm chết rồi, hắn cũng không sống nổi. Thần Thương sắc mặt ảm đạm, cả người cũng giống như thoát lực đồng dạng, thở thật dài một cái, ai, đây chính là mệnh sao. Nói xong, Thần Thương ánh mắt đột nhiên rơi ở cách đó không xa trong một mảnh phế tích, nơi đó, đang nằm một đạo máu me đầm đìa thi thể. Thi thể kia không phải người khác, chính là thập thất tổ nhục thân, trước đó bị thời không thiên châu quét trúng, thụ thương cực kỳ thảm trọng. Thần Thương thở sâu, chậm rãi đi tới, tất nhiên Tiêu Phàm hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, hắn cũng phải tại thập thất tổ trước mặt có chỗ biểu thị, đừng để Lãng Thiên dưới cơn nóng giận hủy thập thất tổ thi thể. Bất quá giờ phút này, Lãng Thiên nơi nào còn có tâm tư quan tâm thập thất tổ thi thể, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Không ngừng tức giận mắng thập thất tổ, mặc dù hắn cũng biết rõ không có một chút tác dụng nào. Tiêu lão đệ, người yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được vãng sinh linh phách hoa, đem người cứu sống. Hắn đứng cách Tiêu Phàm chỉ có hơn 10 trượng địa phương, tùy thời làm xong đối Tiêu Phàm xuất thủ chuẩn bị. Nếu là Tiêu Phàm thực bị thập thất tổ đoạt xá, Lãng Thiên cũng sẽ không chút do dự ra tay giết rơi thập thất tổ. Tiêu Phàm linh hồn vừa mới bị đoạt xá. Khẳng định còn không có triệt để chết mất, chỉ cần biết rõ vãng sinh linh phách hoa, liền có thể để Tiêu Phàm sống lại. Lúc này, Tiêu Phàm lại là khoanh chân ngồi ở trấn thế đồng quan phía trên, tâm thần trong nháy mắt chìm vào không gian ý thức bên trong. Hắn mặc dù có được linh hồn miễn dịch năng lực, có thể thập thất tổ không phải đại đế cảnh, mà là thánh đế cảnh a, hắn cũng không biết mình linh hồn miễn dịch năng lực có thể hay không chịu được thánh đế cảnh công kích. Không gian ý thức bên trong linh hồn bản thể quanh thân tản ra nhàn nhạt u quang, thập thất tổ linh hồn oanh ra từng đạo điên cuồng thủ ấn, đánh vào Tiêu Phàm linh hồn bản thể trên người. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không hề bị lay động, liền cào cảm giác nhột đều không có. Không có khả năng, không có khả năng, thập thất tổ đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, tựa như gặp được cái gì chuyện đáng sợ một dạng. Tiêu Phàm linh hồn bản thể bỗng mở hai mắt ra, khóe miệng còn ngậm lấy một nụ cười. Khi hắn biết rõ thập thất tổ công kích hắn linh hồn bản thể không có bất kỳ cái gì tác dụng thời điểm, Tiêu Phàm kém chút phát ra từ phế phủ bật cười. Hắn cũng không nghĩ đến, bản thân linh hồn miễn dịch năng lực vậy mà như thế cường đại, thánh đế cảnh trung kỳ đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đoạt xá bản thân, người nhà không phải khôi hài sao? Bất luận cái gì công kích linh hồn, với ta mà nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Linh hồn miễn dịch. Ngươi làm sao sẽ có mạnh mẽ như vậy linh hồn miễn dịch năng lực? Thập thất tổ lại công kích nhiều lần, có thể Tiêu Phàm vẫn như cũ không hề bị lay động, giống như lão tăng một dạng. Giờ khắc này, một cỗ cảm giác sợ hãi thăng lên thập thất tổ trong đầu, hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi hạng người, linh hồn miễn dịch đều được chứng kiến. Nhưng cái kia linh hồn miễn dịch cũng là có cực hạn, tối đa cũng chính là đồng cảnh giới, hoặc là vượt qua một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm linh hồn miễn dịch năng lực, lại là nhường hắn triệt để tuyệt vọng. Gần như một cái đại cảnh giới linh hồn miễn dịch a, đây là hạng gì năng lực biến thái, thậm chí, hắn đều đang nghĩ, dù là thánh đế cảnh đỉnh phong linh hồn,
cũng chưa chắc có thể cho Tiêu Phàm tạo thành một chút xíu tổn thương. Ngươi không biết quá nhiều thứ. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số linh hồn phong bạo quét sạch mà ra, sau, giống như thực chất hóa công kích phóng tới thập thất tổ linh hồn. Thập thất tổ linh hồn mặc dù cường đại, nhưng cái này thực chất hóa công kích linh hồn, cũng sẽ cho hắn tạo thành một chút bị thương. Hắn nghĩ thoát đi Tiêu Phàm không gian ý thức, có thể lại có chút không cam lòng. Coi như trở lại nhục thể của hắn, vậy thì như thế nào đây? Nhục thể của hắn huyết khí khô cạn, thọ nguyên gần, đoán chừng không dùng đến liền sẽ triệt để tử vong. Đoạt xá Tiêu Phàm, hiện tại đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu là trước đó, hắn cũng có thể đoạt xá những người khác nhục thân, thậm chí chiếm lấy trên người người khác khí số, nhưng bây giờ, hắn đã là không thể nào. Nghĩ đến bản thân đường đường thánh đế cảnh, vậy mà như thế biệt khuất mà chết, thập thất tổ trong lòng thì có loại muốn thổ huyết xúc động. Cầu xin tha thứ, thập thất tổ không phải là không có nghĩ tới, nhưng hắn biết rõ Tu La tộc trưởng đáng sợ, những người khác có lẽ có thể tiếp nhận đầu hàng, nhưng Tu La tộc trưởng là không thể nào. Huống chi, bản thân còn muốn đoạt xá Tiêu Phàm nhục thân, cái này ở Tu La tộc, là không thể tha thứ tội chết. Chỉ có thể liều mạng một lần, thập thất tổ trong lòng phiền muộn hết sức, ngay sau đó, nhục thể của hắn bỗng phát ra đỏ tươi diêm dúa huyết quang, khí thế tăng vọt gấp bội. Nếu là không có linh hồn miễn dịch năng lực, Tiêu Phàm có lẽ sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm chỉ là mắt lạnh nhìn tới, lại để cho công kích linh hồn càng thêm cuồng bạo một điểm mà thôi. Phốc phốc, nhưng mà, để Tiêu Phàm kinh ngạc là, ý thức của hắn không gian đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, thập thất tổ linh hồn hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp từ lỗ hổng kia liền xông ra ngoài. Ngoại giới, Tiêu Phàm bỗng nhiên đứng dậy, hét lớn, Lãng đại ca, nhanh bắt hắn lại linh hồn. Lãng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm đứng dậy, trước tiên nghĩ tới chính là công kích, có thể nghe được Tiêu Phàm thanh âm một sát na kia, hắn đột nhiên ngừng lại thế công. Cũng ngay trong sát na này do dự, thập thất tổ linh hồn trong nháy mắt đột phá hắn phòng ngự, xông về lúc trước hắn nhục thân vị trí. Bản tổ nhục thân đây, hô hấp về sau, thập thất tổ tức giận thanh âm vang tận mây xanh. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, cái kia rách nát không chịu nổi nhục thân, giờ phút này vậy mà không thấy. Tiêu Phàm cùng Lãng Thiên hai người nhìn nhau, đầu tiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó vừa nhìn về phía trước đó thần thương vị trí, lại là phát hiện thần thương không thấy bóng dáng. Tộc trưởng, thập thất tổ nhục thân ở đây. Đột nhiên, Tiêu Phàm dưới chân truyền đến một thanh âm, lại là chẳng biết lúc nào, thần thương đã giấu ở trấn thế đồng quan một bên. Hơn nữa, trong tay của hắn, chính là thập thất tổ cái kia máu me đầm đìa, huyết khí khô khốc nhục thân. Nhìn thấy thân thể này, Tiêu Phàm cùng Lãng Thiên hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó hai người nhìn nhau cười ha hả. Thần thương, một lần này ngươi lập công lớn. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười to, từ trong thâm tâm tán thán nói. Làm tộc trưởng cống hiến sức lực, thuộc hạ may mắn. Thần thương vội vàng cung kính thi lễ nói. Hắn trong lòng lại là bóp một cái mồ hôi lạnh, bởi vì hắn thu hồi thập thất tổ nhục thân, vốn chỉ là nghĩ cho thập thất tổ một kinh hỉ mà thôi. Cũng không phải là như Tiêu Phàm nói tới như vậy, giấu thập thất tổ nhục thân, là vì trợ giúp Tiêu Phàm. Nhưng thần thương không nghĩ tới, cuối cùng lại hại thập thất tổ. Nếu như thập thất tổ một lần nữa lấy được nhục thân của mình, cho dù muốn chạy trốn, đoán chừng đều có rất lớn hy vọng. Nhưng là bây giờ, hắn nghĩ dựa vào linh hồn đào tẩu, cơ hồ là không thể nào. Thần thương, ngươi dám hại bản tổ, thập thất tổ thanh âm gầm thét từ đằng xa truyền đến, hơn nữa càng ngày càng xa. Mà lúc này, Lãng Thiên cũng đã tại chỗ biến mất, cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không buông tha thập thất tổ. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, Lãng Thiên liền bắt được thập thất tổ linh hồn trở về, thập thất tổ gào thét không thôi, càng là đem thần thương mắng vô số lần. Tốt rồi, đừng kêu rầm rĩ. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, trong tay nắm lấy thập thất tổ thân thể, tiện tay bóp, trực tiếp hủy nhục thể của hắn, trong tay nắm mệnh của hắn thạch. Thập thất tổ tức giận gầm thét, nhục thân bị hủy, mệnh thạch bị đoạt, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Ngươi nếu dám giết ta, người người, cũng đều phải chết. Thập thất tổ sát khí nặng nề nói. Có đúng không? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đột nhiên,
mấy đạo lưu quang từ phía chân trời bay vụt mà tới, nhìn thấy một màn này, thập thất tổ trong mắt triệt để tuyệt vọng. Trong lúc hô hấp, một cái đại bàng rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người nhảy xuống tới, cười nói, lão tam, chúng ta tới không muộn a. Đúng lúc, Tiêu Phàm cười gật gật đầu. Đúng rồi lão tam, vị này chính là Kình Thiên chiến tướng, nếu như không phải hắn, chúng ta bây giờ coi như thiên nhân vĩnh cách. Nam Cung Tiêu Tiêu chỉ bên người một cái nam tử cao gầy nói. Nam tử cao gầy người mặc màu đen chiến giáp có chút rách nát không chịu nổi, da thịt cũng khô bại đen kịt, tóc càng là khô cạn hết sức. Hai mắt hãm sâu, làm điệp làn da, toàn bộ thân thể càng là gầy trơ xương như củi, nhìn qua cùng thây khô không khác nhau chút nào, nhưng trên người của hắn khí thế lại là cực kỳ cường đại, hẳn là thánh đế cảnh cường giả. Kình Thiên, bái kiến tộc trưởng. Nam tử cao gầy Kình Thiên chiến tướng quỳ một chân trên đất, cung kính cúi đầu nói. Tiền bối xin đứng lên, Tiêu Phàm vội vàng đỡ dậy Kình Thiên chiến tướng, đưa cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, kỳ thật, vãn bối đã sớm nghe nói qua Kình Thiên chiến tướng, lúc trước gặp gỡ Long Gia tiên tổ Long Huyết Vân tàn niệm thời điểm, hắn đề cập với ta lên qua tiền bối, cũng đem Tu La tộc bách sát đế lệnh cho ta. Long Huyết Vân cái kia hỗn trướng rốt cục chết, Kình Thiên chiến tướng trong mắt hiện lên vẻ đau thương. Vãn bối cũng không biết, Tiêu Phàm lắc đầu, hắn lúc trước cũng chỉ là nhìn thấy Long Huyết Vân tàn niệm mà thôi, đối phương sống hay chết, hắn căn bản không rõ ràng. Bất quá, từ Kình Thiên chiến tướng ánh mắt bên trong hắn có thể đủ nhìn ra, Kình Thiên chiến tướng cùng Long Huyết Vân ở giữa hẳn không phải là thuần túy địch nhân. Kình Thiên, ngươi làm sao có thể còn sống, bản tổ rõ ràng. Đột nhiên, thập thất tổ tức giận thanh âm vang lên. Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, Kình Thiên chiến tướng liền cắt ngang lời của hắn, cười lạnh nói, người rõ ràng diệt ta linh hồn, nuốt ta khí số cùng huyết khí, có đúng không? Tất cả những thứ này, còn phải nhờ có lúc trước Long Huyết Vân cho công pháp của ta, bằng không mà nói, thật vẫn lấy ngươi đạo. Kình Thiên chiến tướng tức giận hướng về thập thất tổ. Ngay sau đó đưa tay vung lên, một bộ tử thi bỗng xuất hiện. Rơi ở trước mặt mọi người, Kình Thiên tiền bối, đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm đã thu hồi chấn thế đồng quan, trên mặt lộ ra nghi hoặc, không có hảo ý nhìn xem thập thất tổ. Lúc này, thần chiến các trưởng lão cũng từ đằng xa bay tới, hiển nhiên là đuổi theo Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ đến, trên mặt cũng đều là không hiểu, bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đám người rơi vào Tiêu Phàm chung quanh bọn họ, cũng không có mở miệng. Tiêu Phàm nhìn thấy đám người cái gì đều không biết, trong lòng lúc này mới thở dài một hơi, chí ít, thần chiến cũng không biết thập thất tổ muốn đối phó bản thân. Người biết chuyện này, đoán chừng cũng chỉ có đại trưởng lão thần thương. Thần thương vừa rồi thu lấy thập thất tổ thi thể cử động, Tiêu Phàm cũng không biết hắn cụ thể là nghĩ như thế nào, nhưng hắn cũng không để bụng. Bởi vì hắn biết rõ, ngay từ đầu thần thương hẳn là đứng ở bên mình. Bởi vì bắt đi Sở Vân Bắc người 89 phần 10 chính là thần thương. Thần thương biết mình trở về, lại ở lúc mấu chốt mang đi Sở Vân Bắc, hiển nhiên là muốn để Sở Vân Bắc biến mất tới nhắc nhở bản thân, chớ vào huyết u cổ vực. Nhưng Tiêu Phàm lại không để ý đến nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác đi theo thần chiến tiến vào, đây là thần thương không nghĩ tới. Ở nhìn thấy thập thất tổ cường đại về sau, thần thương có lẽ lựa chọn lần nữa đứng ở thập thất tổ một phương. Nhưng bằng vào điểm này, Tiêu Phàm không tốt trách cứ hắn. Dù sao, cuối cùng vẫn là thần thương cử động, để thập thất tổ linh hồn không cách nào trở về cơ thể, mới có thể để cho Lãng Thiên bắt sống thập thất tổ. Kình Thiên chiến tướng nghe được lời nói của Tiêu Phàm, con người lập tức trở nên đỏ thắm, chỉ mặt đất cỗ thi thể kia nói, các ngươi nhưng biết, cỗ thi thể này là người nào. Thần chiến đám người khẽ lắc đầu, cỗ thi thể kia đã hoàn toàn thay đổi, bọn họ căn bản cũng không nhận ra. Ngược lại là thần thương, lại là con ngươi hơi hơi co rụt lại, nói chẳng lẽ là, đời trước đại trưởng lão. Chính là, Kình Thiên chiến tướng gật gật đầu, trong mắt chán phóng hào quang cừu hận. Không có khả năng, đời trước đại trưởng lão không phải đã sớm chết sao, hơn nữa hắn cũng không có đột phá thánh đế cảnh a. Thần thương bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, lộ ra hoảng sợ, không đúng, hắn không phải chết rồi, mà là mất tích. Những người khác nghe vậy. Cũng là kinh ngạc không thôi, bọn họ có ít người cũng là sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, tự nhiên cũng đã được nghe nói đời trước đại trưởng lão sự tình.
thật sự là hắn không chết. Kình Thiên chiến tướng nghiến răng nghiến lợi nói, tức giận trong con ngươi muốn phun ra lửa, tức giận hướng về thập thất tổ nói, nhưng hắn cuối cùng lại bị tên xúc sinh này giết chết. Cái gì? Tu La tộc đám người tất cả đều không khỏi kinh hãi, tin tức này cho bọn hắn đả kích hắn lớn. Các ngươi có biết, vì sao hắn sống trên trăm vạn năm, vẫn như cũ không chết sao? Kình Thiên chiến tướng chỉ thập thất tổ nhìn về phía chúng nhân nói. Đám người lắc đầu, lộ ra vẻ không hiểu. Kình Thiên chiến tướng cười lạnh một tiếng, sát khí nặng nề nói, bởi vì, hắn một mực thôn phệ ta Tu La tộc tu sĩ đặc thù huyết khí cùng số mệnh sống tạm lấy. Tê tất cả mọi người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh, nhìn về phía thập thất tổ ánh mắt cũng tràn đầy sát ý. Bọn họ tôn kính bản thân tiên tổ, nhưng xưa nay sẽ không tôn trọng một cái liền tộc nhân mình đều giết xúc sinh. Đời trước đại trưởng lão dưới sự chỉ điểm của hắn đột phá đến thánh đế cảnh, nhưng cuối cùng lại tác thành cho hắn, biến thành hắn sống tiếp vốn liếng. Kình Thiên chiến tướng càng nói càng tức phẫn. Dừng một chút, hắn lại nói, không chỉ là đời trước đại trưởng lão, còn có ta, thiếu chút nữa cũng bị hắn tươi sống luyện hóa, trở thành tuổi thọ của hắn, phỏng đoán cẩn thận, bị hắn giết chết Tu La tộc thánh đế cảnh, chí ít cũng có mười mấy người, hơn nữa cũng là thánh đế cảnh. Cái gì? Tu La tộc các vị trưởng lão lên tiếng kinh hô, giờ khắc này, đám người cũng không còn cách nào bình tĩnh. Mười cái thánh đế cảnh, đám người không khỏi hít một hơi lạnh, cỗ này lực lượng, đã để Tu La tộc trở thành nhân tộc 3000 vực cao cấp nhất thực lực a. Đáng tiếc, nó lại tự tay hủy ở thập thất tổ trong tay. Giờ khắc này, Tu La tộc mọi người nhìn về phía thập thất tổ ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, lại không bất luận cái gì kính sợ. Làm một tộc lão tổ, không vì nhất tộc suy nghĩ, còn vẫn muốn từ tộc nhân mình trên người uống máu ăn thịt, cái này khiến đám người làm sao tôn trọng hắn đây. Tu La tộc các vị trưởng lão không có xông đi lên đem thập thất tổ xé, liền đã tính tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lãng Thiên bọn họ cũng là một trận kinh hãi, nếu như Tu La tộc 10 cái thánh đế cảnh bây giờ còn sống sót, cái kia Tu La tộc há lại sẽ căn nhà nhỏ bé nho nhỏ huyết u cổ vực. Còn phải nhìn Vạn La đế vực sắc mặt. Xem ra, giết ngươi xác thực tiện nghi ngươi. Tiêu Phàm trong con ngươi chán phóng lãnh quang, hận không thể đem thập thất tổ phanh thây xé xác. Bản tổ là các ngươi tiên tổ, các ngươi không thể giết ta. Thập thất tổ tức giận gào thét, trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Hắn vốn là sợ chết, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không thôn phệ Tu La tộc thánh đế cảnh huyết khí cùng số mệnh đến hơi tàn. Cũng chính bởi vì cách làm của hắn, Tu La tộc đến nay đã đến sắp biến mất giáp danh. Có lẽ là gia tộc khác thực lực vẫn như cũ kiêng kỵ Tu La điện đã từng hung uy, cho nên mới không có xuất thủ. Ngươi muôn lần chết khó từ tội lỗi. Nếu như không phải ngươi, ta Tu La tộc lại làm sao có thể suy bại đến đây? Thần chiến tức giận dữ hét, hắn vốn là cái thẳng tính, trên người sát khí cuồn cuộn nở rộ. Giết hắn, thần thương con ngươi băng lãnh. Gầm thét một tiếng, những người khác trưởng lão đã tức giận nói không ra lời, nhưng vô luận ai cũng đối thập thất tổ cách làm này cực kỳ trơ trẽn. Liền đồng tộc huyết nhục đều ăn, còn có cái gì là hắn không thể làm đây? Giết hắn lợi cho hắn quá rồi. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn về phía Lãng Thiên nói, Lãng đại ca, phiền phức phong ấn của hắn linh hồn lực lượng, ta muốn dùng đế hỏa đốt hắn 1000 năm. Tốt, Lãng Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cho dù là hắn người ngoài này. Cũng đúng thập thất tổ cách làm cảm thấy cực kỳ trơ trẽn. Người có thể sợ chết, nhưng tuyệt đối không thể sợ chết đến uống đồng tộc huyết, ăn đồng tộc thịt cấp độ. Dạng người này, xác thực muôn lần chết khó từ tội lỗi. Không muốn, thập thất tổ linh hồn kinh hoàng tới cực điểm. Đáng tiếc, Lãng Thiên chắc là sẽ không để ý tới hắn, trực tiếp phong ấn hắn thực lực, phòng ngừa hắn đào tẩu, sau đó ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mở ra vô tận động thiên. Tiện tay đem thập thất tổ linh hồn ném vào, cũng để lại một câu nói, các ngươi hai cái tu luyện cũng tương đối buồn tẻ, cho các ngươi tìm đến một điểm đồ chơi, tùy cho các ngươi chơi như thế nào. Là, chủ nhân, vô tận chi hỏa nhe răng cười một tiếng, ngay sau đó bên trong truyền đến thập thất tổ hết sức thanh âm thê lương. Đám người ai cũng không có cảm thấy Tiêu Phàm cách làm quá phận, đổi lại là bọn họ, nhất định sẽ càng thêm tàn nhẫn đối đãi thập thất tổ, mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ lửa giận. Điện chủ, một vị này tiền bối, đã bị xúc sinh kia luyện thành khôi lỗi, ngài xem.
Kình Thiên chiến tướng thở sâu nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Ngươi nhưng có giải trừ khôi lỗi phương pháp, Tiêu Phàm nhíu mày. Thuộc hạ chỉ là thánh đế tiền kỳ, Kình Thiên chiến tướng lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lãng Thiên nói, còn mời Lãng trưởng lão hỗ trợ xuất thủ, ta Tu La tộc vô cùng cảm kích. Lãng Thiên nhìn Tiêu Phàm một cái, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn lúc này mới nói, việc rất nhỏ. Bất quá ta cần 3 ngày, đám người biết rõ, tôn này thánh đế cảnh khôi lỗi, nếu là giữ lại, đối Tu La tộc mà nói, cũng là một loại cường đại át chủ bài. Thế nhưng là, nếu là lưu lại một cỗ này khôi lỗi, bọn họ lại cùng thập thất tổ có gì khác biệt? Phải biết, một cỗ này thánh đế cảnh khôi lỗi, nhưng là bọn họ Tu La tộc tiên tổ a, ở đây Tu La tộc trưởng lão, có người có thể là hậu nhân của bọn họ. Sau 7 ngày, hậu táng ta Tu La tộc tiền bối. Tiêu Phàm trịnh trọng chuyện lạ nói ra, sau đó nhìn về phía ở đây Tu La tộc trưởng lão, ánh mắt cuối cùng rơi vào thần thương trên người. Thần thương ánh mắt ngưng tụ, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, tộc trưởng minh giám, thuộc hạ tuyệt không hại tộc trưởng chi tâm. Dứt lời, thần thương lấy tay vung lên, một bóng người lập tức xuất hiện ở một bên, chính là bị phong ấn tu vi Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc giải trừ phong ấn, lập tức phẫn nộ quát, thần thương, người dám mưu hại điện chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Lời này vừa nói ra, thần thương sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, thân thể hơi rung động nói, mời tộc trưởng minh giám. Sở Vân Bắc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện Tiêu Phàm liền đứng ở bên cạnh, lập tức quỳ một chân trên đất nói, điện chủ, Tu La tộc muốn ra hại ngươi, ta biết tin tức nghĩ thông suốt biết ngươi thời khắc, lại bị thần thương phong ấn tu vi, còn mời điện chủ định đoạt. Tốt rồi, Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, việc này bổn điện chủ trong lòng hiểu rõ, Sở Vân Bắc, mấy năm này vì Tu La điện nhiều lần xây kỳ công, thưởng ngọc cốt đế vương dịch 1 bình, đế nguyên đan 5 viên. Ách, Sở Vân Bắc vẻ mặt buồn bực và nghi hoặc. Bản thân chỗ nào nhiều lần xây kỳ công, tối đa cũng liền đánh dò xét một chút tình báo mà thôi, hơn nữa tình báo hay là giả. Thế nhưng là, Sở Vân Bắc biết rõ, Tiêu Phàm nói như vậy, tự nhiên có hắn ý tứ, đành phải cung tạ ơn Tiêu Phàm. Thần thương, niệm tình ngươi lập công chuộc tội phân thưởng, thưởng đế nguyên đan 3 cái. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía thần thương nói. Tạ tộc trưởng. Thần thương vui đến phát khóc, hắn trong lòng lại là vô cùng khẩn trương, nhìn thấy Tiêu Phàm ban thưởng, mới bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Hắn trong lòng có chút may mắn bản thân ngay từ đầu cố ý bắt sống Sở Vân Bắc, ám chỉ Tiêu Phàm mau chóng rời đi, nếu không, bây giờ chờ hắn kết cục, nhất định là cực kỳ bi thảm. Hắn càng là âm thầm thề, về sau nhất định phải đứng ở Tiêu Phàm một bên. Lúc này mới thời gian mấy năm mà thôi. Hắn thật vất vả đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong tu vi, có thể ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn lại cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Kình Thiên, Tiêu Phàm đột nhiên quát khẽ nói. Thuộc hạ ở, Kình Thiên chiến tướng thở sâu, mặc dù hắn biết rõ Tiêu Phàm chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng lại không chút do dự phụng Tiêu Phàm làm tộc trưởng. Từ hôm nay, khôi phục ngươi Tu La chiến tướng vị trí, chỉ vì bản tộc trưởng phụ trách. Tiêu Phàm trầm giọng nói, mặt khác. Giết tặc có công, cứu Tu La tộc ở tại Thủy Hỏa, thưởng tiên quỳnh ngọc lộ tương 1 bình, vô chủ khí số 10 nguyên. Kình Thiên chiến tướng cơ thể hơi run lên, cái kia gầy đét trong con ngươi, lại có nước mắt bốc hơi. Thần thương đám người nhìn về phía Kình Thiên ánh mắt cũng hơi hơi có biến hóa, lúc trước Kình Thiên chiến tướng trộm đi bách sát đế lệnh, thế nhưng là thập thất tổ tự mình định tội. Không nghĩ tới hôm nay lại bị một đời mới Tu La tộc tộc trưởng tự mình đặc xá. Hơn nữa lại phong Tu La chiến tướng vị trí không nói, còn bị Tiêu Phàm trọng thưởng như vậy, chỉ sợ địa vị hoàn toàn không phải bọn họ những cái này trưởng lão có thể so sánh. Bất quá nghĩ đến Kình Thiên chính là thánh đế cảnh tu vi, đám người cũng chỉ có hâm mộ phần. Tạ ơn tộc trưởng, Kình Thiên chiến tướng quỳ một chân trên đất, cung kính đối Tiêu Phàm cúi đầu, tiếp nhận Tiêu Phàm ban thưởng. Thần thương, truyền lệnh xuống, sau 7 ngày, Tu La tộc chi mạch đến Tu La thành đưa tin. Không đến người, khu trục Tu La tộc, giết không tha. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem thần thương nói, dọa đến thần thương dùng mình một cái. Hôm sau, Tu La tộc tộc trưởng xuất thế tin tức lan truyền nhanh chóng, cấp tốc truyền khắp huyết u cổ vực, thậm chí còn hướng về những nơi khác khuếch tán đi. Tu La tộc tộc trưởng xuất thế, lịch cổ đến nay, đều được nhân tộc chú ý.
bất luận một đời nào tu la tộc tộc trưởng, cũng là khuấy động phong vân tồn tại, mỗi lần xuất hiện, cũng chắc chắn máu chảy thành sông, thây nằm ước vạn. Tu la tộc càng là cả tộc sôi trào, điều này đại biểu tu la tộc rốt cục lại muốn quật khởi. Chỉ bất quá, không có người biết tu la tộc tên của tộc trưởng. Về phần tu la tộc thập thất tổ sự tình, phần lớn người đều căn bản không biết thập thất tổ tồn tại, cho nên cũng không có coi là chuyện to tát. Lần này, thần thương đám người cũng không dám lại lãnh đạm Tiêu Phàm mệnh lệnh, không nói Tiêu Phàm thực lực đã đủ để trấn áp bọn họ, bên người nhưng còn có Kình Thiên cái này thánh đế cảnh cường giả nghe mệnh lệnh của hắn. Mặt khác, Tiêu Phàm hảo hữu Lãng Thiên, cùng Hoang Bằng, cũng đồng dạng là thánh đế cảnh cường giả, tùy tiện một cái, cũng đủ để trấn áp nhất tộc tồn tại, bọn họ nơi nào còn dám làm càn. Thần thương bọn họ sở dĩ bằng mặt không bằng lòng, cũng là bởi vì thập thất tổ tồn tại. Dù là có một số trưởng lão hữu tâm đứng ở Tiêu Phàm một phương, cũng là không dám tùy tiện tỏ thái độ. Dù sao, thánh đế cảnh thánh uy, cũng không phải đùa giỡn, đại đế cảnh phía dưới muốn mạnh mẽ chống đỡ, trên căn bản là lấy trứng chọi đá. Bất quá bây giờ thập thất tổ nhục thân bị hủy, linh hồn bị Tiêu Phàm tra tấn, lại cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn, đám người tự nhiên sẽ tán thành Tiêu Phàm trước tộc trưởng. 7 ngày rất nhanh liền đi qua. Sớm tại mấy ngày trước, Lãng Thiên liền giải trừ cái kia một bộ khôi lỗi trên người cổ pháp, biến thành một bộ thông thường thi thể. Mặc dù là phổ thông thi thể, nhưng là tuyệt đối không phải cấp thấp tu sĩ có thể mạo phạm, thánh đế cảnh thi thể một giọt sát huyết, cũng đầy đủ đánh giết bình thường đại đế. Về phần cái kia bị Tiêu Phàm thôi động thời không thiên châu hủy diệt 3 bộ khôi lỗi, chỉ có thể cho bọn hắn lập một cái linh vị. Một ngày này, Tu La Thành răng đèn kết hoa. Huyết u cổ vực vô số tu la đến chúc, bất quá có thể tiến vào tu la thành, chí ít cũng là cổ thần cảnh trở lên tu vi. Trên đường phố, ngựa xe như nước, tất cả mọi người hướng về một phương hướng tiến lên, tiếng nghị luận giống như nấu sôi nước sôi một dạng bốn phía vang lên. Lãnh Phong, không biết các ngươi mạch này mang thứ gì tới gặp tộc trưởng a? Thần Vô Lạc, ta nghe nói các ngươi mạch này cùng tộc trưởng có chút sâu xa, hơn nữa các ngươi mạch này cũng chỉ một mình ngươi thần vương cảnh, tộc trưởng tất nhiên sẽ trọng điểm chiếu ứng, về sau cần phải nhiều hơn lui tới a. Ta tu la tộc tộc trưởng xuất thế, toàn bộ tu la tộc chắc chắn lại hiện ra thượng cổ huy hoàng, thống soái nhân tộc. Các loại các dạng tiếng nghị luận xuất hiện ở trên đường phố, tất cả mọi người đối tu la tộc tộc trưởng xuất thế ôm kỳ vọng rất lớn, một ngày này, bọn họ chờ đợi quá lâu. Tu la tộc dù sao cũng là thượng cổ thế gia vọng tộc. Bây giờ lại co quắp tại cái này nho nhỏ cổ vực, vô luận là ai, trong lòng cũng không dễ chịu. Bây giờ, 100 vạn năm trôi qua, tu la tộc tộc trưởng xuất thế lần nữa, chắc chắn dẫn đầu tu la tộc đập nồi dìm thuyền, lại đến huy hoàng. Bất quá, cũng có rất nhiều người không quá xem trọng thế hệ này tu la tộc tộc trưởng, thật sự là bây giờ tu la tộc quá yếu. Lịch đại tu la tộc tộc trưởng xuất thế, tu la tộc cho tới bây giờ đều không có yếu như vậy qua. Chỉ ít cũng có thể bảo vệ tu la tộc tộc trưởng một đoạn thời gian, để cho có trưởng thành không gian. Mà bây giờ tu la tộc tộc trưởng xuất thế, chẳng những tu la tộc không cách nào phù hộ tộc trưởng, ngược lại tộc trưởng có lẽ sẽ cho tu la tộc mang đến hủy diệt tính tai nạn. Bây giờ nhân tộc 3000 vực thực lực rắc rối phức tạp, người quá nhiều cùng thế lực không nghĩ tu la tộc trưởng thành. Tu la tộc xuất thế, lo lắng nhất chính là huyết u cổ vực chung quanh địa vực, đoán chừng không được bao lâu thời gian. Liền sẽ giết vào tu la tộc. Những cái này lo lắng, tự nhiên không phải là không có đạo lý. Bất quá, Tiêu Phàm dám làm như thế, tự nhiên cũng có hắn ỷ vào. Bốn phía địa vực, cũng chính là bình thường cổ vực cùng bình thường vực mà thôi, Tiêu Phàm tùy tiện một bàn tay liền có thể diệt đi. Cho dù là Vạn La đế vực, bây giờ có Kình Thiên chiến tướng cùng Hoang Bằng ở, hắn cũng rất khó cho tu la tộc tạo thành hủy diệt tính trọng thương. Huống chi cho dù Vạn La đế vực không tìm đến Tiêu Phàm phiền phức, Tiêu Phàm còn muốn đi tìm hắn gây phiền phức đây. Có thể nói, phóng nhãn man hoang cổ cương cấp dưới mấy trăm địa vực, duy nhất có thể cho tu la tộc tạo thành nguy hại, cũng chỉ có man hoang cổ cương các đại gia tộc thế lực. Nhưng là, những gia tộc kia mặc dù cao cao tại thượng, nhưng đối tu la tộc cũng có bản năng e ngại, trong lúc nhất thời tự nhiên là không thể nào đối tu la tộc xuất thủ. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần. Tu la tộc có lẽ đã không còn e ngại những đại gia tộc kia thế lực. Vào lúc giữa trưa, Tu La Thành ngay trung tâm quảng trường phía trên,
đã tụ tập vô số tu la tộc tu sĩ, hàng vạn mà tính. Nhân số tuy nhiều, nhưng ngay ngắn trật tự, ai cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Không có cái bàn, đám người liền tùy ý tìm một chỗ ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt sáng quắc nhìn qua chính giữa quảng trường cung điện, chờ đợi tu la tộc tộc trưởng đến. Đang lúc tu la tộc đám người trông mòn con mắt thời khắc, chân trời bỗng một thanh âm vang lên, yên lặng. Toàn bộ quảng trường triệt để an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ, chỉ thấy quảng trường phía trước cung điện, bỗng phi ra tầm 10 đạo thân ảnh, tại hư không chỉnh tề đứng thành một hàng. Là các vị trưởng lão, đám người trong nháy mắt nhận ra thần thương đám người, thần sắc hơi hơi nghiêm một chút. Tộc trưởng rốt cuộc phải ra sao? Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, muốn đem tu la tộc tộc trưởng dung mạo thật sâu lạc ấn trong đầu. Nhưng mà một khắc sau, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy một cái mang theo một cái hắc thiết mặt nạ áo bào đen thân ảnh xuất hiện ở hư không, trên người tản ra khí tức mạnh mẽ. Đây chính là ta tu la tộc tộc trưởng, vì sao không dám lấy chân thực diện mạo gặp người? Chẳng lẽ là giả? Coi như tộc trưởng kia là giả, các vị trưởng lão khẳng định cũng sẽ không tán đồng a. Hay là nói, các vị trưởng lão đã bị đối phương cho khuất phục? Không thể nào, rất nhiều người xì xào bàn tán, bất quá bởi vì nhân số quá nhiều, lập tức hiện trường loạn thành một bầy. Hô, đột nhiên, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ cái kia thiết diện áo bào đen thân ảnh trên người nở rộ mà ra, phô thiên cái địa quét sạch mà ra, sao ẩn chứa một cỗ kinh khủng sát ý. Chỉ một thoáng, toàn trường mãnh kinh, tựa như trong nháy mắt rơi vào vạn năm hầm băng một dạng. Ở cái kia cổ sát y phía dưới, rất nhiều người liền đầu cũng không ngẩng lên được, trong đôi mắt chỉ có sợ hãi. Hừ một đạo hừ lạnh thanh âm từ áo bào đen thân ảnh trong miệng truyền ra, lại còn dường như sấm sét quanh quẩn ở đám người bên tai, chấn động đến rất nhiều người run sợ không thôi. Hắc bào nhân dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm, chỉ là hắn cải biến thanh âm của mình mà thôi, tạm thời mà nói, Tiêu Phàm còn không muốn bại lộ thân phận của mình. Chỉ bất quá. Nhìn thấy như thế huyên náo tràng diện, Tiêu Phàm trong lòng vô cùng khó chịu, đại đế cảnh hậu kỳ khí thế lập tức nở rộ mà ra, người bình thường chỗ nào chịu được. Rất nhiều người mặc dù trong lòng có giận, nhưng là giận mà không dám nói gì. Hôm nay triệu các ngươi tới đây, bản tộc trưởng là muốn tuyên bố một việc. Tiêu Phàm ngữ khí rất bình thản, nhưng mà nghe vào trong tai mọi người, lại lộ ra một loại đáng sợ lạnh ý. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh như ve mùa đông. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng hết sức hài lòng, lúc này mới tiếp tục nói, từ hôm nay, tu la tộc chính thức xuất thế. Tu la tộc xuất thế, đám người sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tu la tộc cuộn mình nơi đây trăm vạn năm, lúc này mới có thể hơi tàn, không có người nguyện ý đem tu la tộc đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu là tu la tộc hiện tại xuất thế, đối mặt nhưng chính là vô số thế lực nhìn chằm chằm. Những cái kia không nguyện ý đắc tội tu la tộc thế lực, chỉ sợ cũng khó có thể ngồi được vững. Hiện tại tu la tộc, có thể nói là ẩn thế ở đây, tất cả các đại thế lực cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng tu la tộc nếu là xuất thế, rất nhiều thế lực chắc chắn hợp nhau tấn công, chỉ ít huyết u cổ vực các đại thế lực liền sẽ không bình tĩnh. Tộc trưởng, tuyệt đối không thể, ta tu la tộc ẩn thế nơi đây trăm vạn năm, mới có thể sống tạm, nếu là... Quảng trường phía trên, một lão già đột nhiên đứng dậy hét lớn. Chỉ là không đợi hắn nói xong, lão già lại là đột nhiên bay ngược mà ra, trực tiếp rơi đập ở dọc theo quảng trường, phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, sau đó kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm vậy mà như thế cường thế. Lão già kia chỉ bất quá nói câu nào mà thôi, vậy mà liền bị đánh trọng thương. Bản tộc trưởng muốn chính là phục tùng, mà không phải làm sao dạy ta làm sự tình. Tiêu Phàm thanh âm lạnh như băng vang lên, giờ khắc này, hắn giống như vô tình ma thần, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Thần thương đám người mặt không biểu tình, bọn họ được chứng kiến Tiêu Phàm lạnh lùng, hơn nữa bọn họ biết rõ, lịch đại tu la tộc tộc trưởng, cũng là cực kỳ cường thế người. Nếu là đổi lại lịch đại tu la tộc tộc trưởng, lão giả kia đoán chừng đã chết không thể chết lại. Tiêu Phàm chỉ là trọng thương hắn, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Trăm vạn tuế nguyệt, tu la tộc một mực đều không có tộc trưởng, tất cả mọi người đã thành thói quen trạng thái bây giờ, quên thời kỳ thượng của tu la tộc tộc trưởng nhất ngôn cửu đỉnh uy thế. Hơn nữa,
Bọn họ bình thường đối mặt thần thương các trưởng lão cũng đều là nói như vậy, cho nên căn bản không đem Tiêu Phàm lời nói để ở trong lòng. Thậm chí, ở phần lớn người xem ra, Tiêu Phàm muốn khống chế Tu La tộc, tất nhiên còn muốn bọn họ phối hợp mới được. Tộc trưởng, gia chủ chỉ bất quá phân tích trước mắt Tu La tộc. Lúc này, lão giả kia vị trí, lại có một cái tuổi trẻ tu sĩ đứng dậy, vẻ mặt tức giận nhìn xem Tiêu Phàm nói. Phốc, đồng dạng không chờ hắn nói xong, cái kia tu sĩ trẻ tuổi cũng bị quăng ra quảng trường phía trên, trọng trọng đập trên mặt đất, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Sau một khắc, toàn trường lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám ở làm trái Tiêu Phàm, nói Tiêu Phàm không phải. Thần thương, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Thuộc hạ ở, thần thương tiến lên. Trong vòng 3 tháng, chỉnh hợp Tu La tộc, ai nếu nói chuyện linh tinh, đoạt huyết mạch, phế bỏ tu vi, khu trục bản tộc. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Phía dưới Tu La tộc tu sĩ giận mà không dám nói gì, sợ Tiêu Phàm dưới cơn nóng giận trực tiếp giết bọn họ. Cần tuân tộc trưởng kim lệnh, thần thương thần sắc lạnh nhạt, những ngày qua, hắn cũng đã đại khái hiểu Tiêu Phàm phong cách hành sự. Từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm ánh mắt đều không nhìn thần thương một cái, mà là hướng về phía dưới quảng trường phía trên hoàn toàn tĩnh mịch. Làm Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua thời khắc, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực, tựa như từng tòa ma nhạc trấn áp đứng trên người mình một dạng. Từ ngày đó, Tu La tộc không cần sống tạm hạng người. Thật lâu, Tiêu Phàm mở miệng lần nữa. Mọi người sắc mặt trầm xuống, bọn họ rốt cuộc biết Tiêu Phàm vì sao muốn đánh bay lão giả kia. Tu La tộc tồn tại đến nay, dù là thượng cổ gặp đại hủy diệt, chỉ còn lại có những người này co quắp tại huyết u cổ vực, lại khi nào cho là mình là sống chui nhủi ở thế gian. Bọn họ chỉ bất quá đang chờ lấy Tu La tộc tộc trưởng xuất thế, dẫn theo Tu La tộc trở lại đỉnh phong. Đám người trầm tư thời khắc, Tiêu Phàm lời nói tiếp tục vang lên, nhu nhược, khiếp chiến, trốn tránh. Những cái này đều không phải là Tu La huyết mạch nên có, Tu La tộc vang vọng thái cổ thần giới uy danh, cũng không phải sống tạm có được, mà là vô số tổ bia, dùng mệnh cùng máu tươi lấy được. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, sống tạm người, không xứng là ta Tu La tộc. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền biến mất quay người rời đi nơi đây. Thẳng đến Tiêu Phàm rời đi, Tu La tộc đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thật sự là Tiêu Phàm mang cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Về phần Tiêu Phàm lời nói, có lẽ đốt lên một số người nhiệt huyết, nhưng phần lớn người lại lơ đễnh. Coi như Tiêu Phàm thực lực cường đại lại như thế nào, một mình hắn lại làm sao có thể làm gì được toàn bộ huyết u cổ vực Tu La tộc. Tiêu Phàm muốn chỉnh hợp Tu La tộc, bằng vào những trưởng lão kia có thể chưa hẳn làm đến. Chỉ ít cũng cần bọn họ cái này vô số chi mạch gia chủ đồng ý mới được. Chẳng ai ngờ rằng một lần này tộc trưởng triệu tập hội là kết quả như vậy, tùy ý nói hai câu nói, tìm hai người lập uy liền rời đi. Rất nhiều người mang theo một tia khinh thường cùng may mắn rời đi, bọn họ lại không biết, tia này khinh thường cùng may mắn, đến lúc đó muốn không chỉ là bọn hắn mệnh, mà là bọn họ nhất mạch mệnh. Đại trưởng lão, những người này đoán chừng quá coi thường tộc trưởng. Thật lâu, làm đám người rời đi không sai biệt lắm lúc, thần chiến nhịn không được thở dài. Đến lúc đó bọn họ liền ngươi sẽ phải hối hận, thần thương lại là lơ đễnh nói. Đúng vậy à, tộc trưởng hôm nay mặc dù nhìn như không có làm cái gì, nhưng lại tiết lộ hai cái tin tức. Trong đó một cái trưởng lão phân tích nói, một là Tu La tộc nhất định phải xuất thế, hai là, Tu La tộc không cần lá mặt lá trái cùng hạng người ham sống sợ chết. Tộc trưởng là muốn mau chóng thời điểm, đem Tu La tộc bện thành một sợi dây thừng a. Lại một trưởng lão thở dài một hơi, nói, bất quá, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được a. Đám người tất cả đều rất tán thành, chỉ bất quá, bọn họ chỉ có thể toàn lực đi chấp hành Tiêu Phàm mệnh lệnh, về phần thành cùng không thành, bọn họ cũng không biết. Lúc này, Tiêu Phàm đã tới một tòa nhã uyển bên trong, Kình Thiên chiến tướng liền vội vàng nghênh đón. Cung kính thi lễ nói, tộc trưởng. Không cần đa lễ, Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, ngươi khôi phục làm sao? Có tộc trưởng Tiên Quỳnh Ngọc Lộ Tương cùng vô chủ khí số, thương thế của ta đã khôi phục năm thành. Kình Thiên cảm kích nói ra. Hắn bây giờ khí huyết tràn đầy không ít, nhìn qua lại không bất luận cái gì già nua, ngược lại cùng một cái 40-50 tuổi người trẻ tuổi không sai biệt lắm. Tiêu Phàm thấy thế,
lại lấy ra hai bình tiên quỳnh ngọc lộ tương đưa cho Kình Thiên, Kình Thiên cũng không có cự tuyệt, chỉ nói là nói, tộc trưởng, hôm nay ngươi làm như thế, đoán chừng không ít người sẽ hận lên ngươi, cùng mục đích của ngươi sợ là có chút tương phản a. Tiêu Phàm đi đến bên cạnh ghế đá ngồi xuống, lắc lắc đầu nói, bây giờ Tu La tộc đã thiếu một loại huyết tính, quen thuộc an nhàn sinh hoạt, ta dĩ nhiên có thể chậm rãi cải biến bọn họ, nhưng là ta không có nhiều thời gian như vậy. Đó cũng không có so với cái này loại bá đạo cách làm tốt hơn sao? Kình Thiên không hiểu. Cách làm này, là trực tiếp nhất đoạn. Tiêu Phàm trong mắt lộ ra một vòng tinh quang, kiên nghị nói, bây giờ Tu La tộc chỉ là thiếu khuyết một mồi lửa mà thôi, cái gì hỏa? Kình Thiên nghi ngờ nói, chờ ngươi khôi phục hoàn toàn, ta liền dẫn ngươi đi đốt đám lửa này. Tiêu Phàm cười thần bí nói, Vạn La Đế Thành, hướng ra phủ đệ. Chỗ sâu một tòa cung điện bên trong, bỗng truyền đến một cổ khí tức cường đại, bốn phía thủ hộ tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc hướng về cung điện vị trí. Phực chủ chẳng lẽ lại sắp đột phá rồi? Có hộ vệ lên tiếng kinh hô, trong mắt đều là nồng nặc vẻ sùng bái. Mọi người cẩn thận hộ pháp, một con muỗi cũng không cần buông tha. Một cái khác hộ vệ mở miệng, sắc mặt vô cùng trịnh trọng, phòng bị hướng về tứ phương. Trong đại điện, ngồi xếp bằng một cái kim bào trung niên nam tử, kim bào nam tử mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhận ra, người này chính là Vạn La Đế vực vực chủ Hướng Vạn Đạo, một thân thực lực sâu không lường được, truyền văn đã đột phá đến thánh đế cảnh. Năm đó bị thánh đế kiếp sáng tạo thương thế, vẫn là không cách nào khôi phục sao. Hướng Vạn Đạo mở bừng mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo kiếm mang, khí thế khiếp người. Quanh người hắn càng là lượn lờ vô số quang mang, giống như ngàn vạn kiếm khí đang bay múa, đây là Hướng Vạn Đạo kiếm chi thế giới, uy lực cực kỳ bá đạo, cường hoành. Nếu là không cách nào khôi phục kiếp tổn thương, ta suốt đời cũng vô pháp tiến hơn một bước, lại như thế nào báo mối thù giết con. Hướng Vạn Đạo con người băng lãnh, một cỗ lãnh ý từ trên người hắn dập dờn mà ra, cả tòa cung điện trong nháy mắt kết thành xương lạnh. Những năm này, Hướng Vạn Đạo cũng không hề từ bỏ báo thù, dù là lúc trước Tiêu Phàm đi ngang qua Vạn La Đế Thành thời điểm, hắn đều kém chút nhiều lần nhìn không được xuất thủ. Nếu như không phải kiêng kỵ Bách Sát Các cùng Lãng Thiên thực lực, Hướng Vạn Đạo đã sớm đem Tiêu Phàm diệt ngay cả cặn cũng không còn. Đương nhiên, nếu như hắn vẻn vẹn vì báo thù mà liều lĩnh, đương nhiên sẽ không quan tâm Bách Sát Các. Nhưng phía sau hắn còn có lớn như vậy Vạn La Đế vực. Cái này khiến hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình, bởi vậy hắn không dám tùy ý gạt bỏ Tiêu Phàm. Chỉ có đột phá cảnh giới càng cao hơn, hắn mới có thể không kiêng nể gì cả, một khi hắn đột phá thánh đế cảnh trung kỳ, Lãng Thiên hắn sẽ không để ở trong mắt. Không thấy Lãng Thiên phù hộ, hắn nghĩ giết Tiêu Phàm, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy, Hướng Vạn Đạo lần nữa nhắm hai mắt lại, hắn phải nhanh một chút khôi phục thương thế. Thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm. Hướng Vạn Đạo không biết là, lúc này, Vạn La Đế Thành bên ngoài, đã tới một đám khách không mời mà đến. Đám mây phía trên, mấy đạo thân ảnh hiện lên, nhàn nhạt quan sát phía dưới cuồn cuộn mà phồn hoa Đế Thành. Lão Tam, thật muốn bá đạo như vậy. Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra thẹn thùng. Đúng vậy a, Tam ca, Vạn Nhất hủy như vậy phồn hoa Đế Thành. Đây chẳng phải là quá lãng phí. Quan Tiểu Thất cũng thầm than đáng tiếc, khuyên nhủ nói. Tiêu Phàm không khỏi bạch hai người một cái, cười mắng ta chỉ bất quá để cho các ngươi kêu gào vài câu, đem Hướng Vạn Đạo lão thất phu kia kêu đi ra, làm sao lại là bá đạo, làm sao lại có thể hủy đi Vạn La Đế Thành. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất hai người gãi gãi đầu, lộ ra vẻ mặt nét cười lúng túng. Ta đây không lo lắng chúng ta đội hình quá mạnh sao. Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha ha, ngay sau đó nhìn đám người một cái. Đã các ngươi không đến, vậy liền ta tới a. Tiêu Phàm không nói thêm gì, bọn họ đội hình rất mạnh sao? Hắn không cho rằng như vậy, Kình Thiên cùng Hoang Bằng hai người tuy là thánh đế cảnh, nhưng chỉ là thánh đế cảnh tiền kỳ mà thôi, Kình Thiên hơi cường đại một điểm, khoảng cách thánh đế cảnh trung kỳ chỉ có cách xa một bước. Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất, Ngọc Kỳ Tử cùng Ngưu Thanh Vân bốn cái là đại đế cảnh đỉnh phong, cũng có quần chiến năng lực, nhưng đối mặt loạn chiến, lại không có quá nhiều ưu thế. Về phần hắn bản thân, mặc dù chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ,
nhưng lại có được đại đế cảnh đỉnh phong đỉnh cấp chiến lực. Đội hình như vậy có lẽ nhìn như rất mạnh, nhưng đối mặt có vô số nội tình hướng ra, cũng chưa chắc có thể cường đại đến đi đâu. Chí ít, Lãng Thiên liền hướng Tiêu Phàm để lộ, hướng ra chí ít liền tồn tại hai vị thánh đế. Nếu như chỉ có hai vị, Tiêu Phàm bọn họ hoàn toàn có thể một trận chiến. Nhưng nếu là ba tôn đây, phải biết, Lãng Thiên chắc là sẽ không tham dự những cái này thế lực ở giữa phân tranh, hơn nữa hắn cũng đã sớm hồi Man Hoang cổ thành. Nếu quả thật muốn đụng tới ba tôn thánh đế, cái kia Tiêu Phàm mấy người bọn hắn đại đế cảnh đỉnh phong, khả năng liền muốn liều chết đánh một trận. Như vậy ngang ngược sự tình, vẫn là ta tới đi. Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng ngăn lại Tiêu Phàm, tiến lên một bước. Ngay sau đó thở sâu, toàn bộ lồng ngực đều bị mở ra, vận chuyển thần lực, nổi giận nói, hướng vạn đạo, cút ra đây nhận lấy cái chết, lão tử tính sổ sách đến. Nam Cung Tiêu Tiêu thanh âm, giống như một đạo kinh lôi, lại như xuất lồng mãnh thú, mang theo một cỗ cuồn cuộn hung uy, bay thẳng phía dưới Vạn La Đế Thành đi. Bây giờ hắn đã là đại đế cảnh đỉnh phong, lại có mấy người có thể đối phó được hắn âm ba công kích đây. Dù là cách rất xa nhau, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Cuồng bá sóng âm trùng kích bay thẳng hướng ra phủ đệ đi, những nơi đi qua, hư không đều run rẩy kịch liệt, kém chút vỡ nát ra. Làm thanh âm đến hướng phủ thời khắc, hướng phủ bầu trời đột nhiên chán phóng từng đạo hào quang, hình thành trận pháp đem sóng âm kia chống đối bên ngoài. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, trận pháp bùm một tiếng nổ tung, dư bạo uy lực không giảm bao nhiêu, vô số cung điện, phòng ốc, nhao nhao sụp đổ, hướng ra phủ đệ văng lên vô số bụi bặm. Vạn La Đế Thành tu sĩ tất cả đều kinh ngạc nhìn lấy thiên khung, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Có người ở công kích về phía phủ, có người kinh hãi lên tiếng, lộ ra vẻ mặt không thể tin, sau đó rất nhiều người nhao nhao hướng về hướng phủ vị trí bay đi. Vô luận thế giới nào, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết người xem náo nhiệt. Hướng vạn đạo vị trí cung điện bên trong, hắn sắc mặt có chút trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, vẻ mặt tức giận nhìn xem không trung, tựa như xem thấu cung điện một dạng. Vừa rồi hắn vừa mới vận chuyển công pháp chữa thương, nhưng đột nhiên bị cái kia âm ba công kích quấy nhiễu, kém chút phản phệ, còn tốt chỉ là thụ một chút tổn thương. Bất quá cũng chính là điểm này tổn thương, nhưng hắn kiếp tổn thương tăng thêm. Hướng vạn đạo nuốt ăn hai cái đan dược, sắc mặt cái này mới khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt, nhưng mà lúc này, cái kia thanh âm bá đạo lại tiếp tục vang lên. Hướng vạn đạo, đừng tưởng rằng làm con rùa đen rút đầu cũng không sao. Tiểu gia không phải giết chết ngươi không thể. Lại là Nam Cung Tiêu Tiêu thanh âm, bất quá ngay sau đó mà đến chính là hướng ra vô số tu sĩ giận dữ mắng mỏ thanh âm, tựa như sợ hắn nghe không được một dạng. Muốn chết, hướng vạn đạo linh hồn chi lực quét qua, trong nháy mắt phát hiện trời cao Tiêu Phàm một chuyến, sắc mặt cũng biến thành băng hàn lên, bản vực chủ không tìm ngươi, ngươi lại dám tìm tới cửa, một lần này, bản vực chủ nếu giết ngươi, bách sát các cũng không thể nói gì hơn. Nghĩ vậy, hướng vạn đạo hưng phấn sau khi, lại sát tâm nổi lên, dễ giết như vậy Tiêu Phàm cơ hội, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cũng không lo được thương thế trên người, hướng vạn đạo liền hướng lấy đại điện bên ngoài đi đến. Khi hắn xuất hiện thời khắc, lại là nhìn thấy, hướng ra một chút đại đế cảnh tu sĩ trực tiếp ở trên không nổ tung, hóa thành minh mông huyết phủ huy sái trời cao. Ở cái kia huyết phủ, lại là có một bóng người, tay cầm trường kiếm. Đại sát tứ phương, trừ bỏ Tiêu Phàm còn có thể là ai đây? Đại đế cảnh hậu kỳ, hướng vạn đạo nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, cũng là con ngươi hơi co lại. Lúc này mới bao lâu, hắn vậy mà đột phá đại đế cảnh hậu kỳ. Chẳng biết tại sao, làm hướng vạn đạo nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, sâu trong nội tâm hắn sinh ra một tia sợ hãi. Bất quá hắn dù sao cũng là thánh đế cảnh tu sĩ, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Căm tức nhìn Tiêu Phàm, đằng đằng sát khí, hư không đều không chịu nổi hắn uy áp. Vực chủ, hướng ra một chút đại đế cảnh tu sĩ nhìn thấy hướng vạn đạo xuất hiện, nguyên bản trên mặt sợ hãi trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là vô cùng kích động, tựa như gặp được người đáng tin cậy một dạng. Vừa mới bọn họ tự tiện xuất thủ ứng phó Tiêu Phàm, vốn cho là có thể tùy tiện giết chết Tiêu Phàm, đến lúc đó có thể cùng hướng vạn đạo tranh công. Nhưng để cho bọn họ sợ hãi là, bọn họ những cái này đại đế cảnh,
ở trước mặt Tiêu Phàm, liền tựa như gà vịt đồng dạng, tay không liền bị nghiền sát. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm mà thôi, Tiêu Phàm liền như thế đáng sợ, nếu là tiếp qua mấy năm, Vạn La Đế vực lại còn có ai có thể trị được Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, lúc trước bản tôn niệm tình ngươi chính là ta Vạn La Đế vực thiên tài, không có lấy tính mạng ngươi, ngươi lại còn dám đến ta Vạn La Đế thành dương oai, thật coi bản tôn không dám giết ngươi. Hướng Vạn Đạo căm tức nhìn Tiêu Phàm nói. Hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là lựa chọn đứng ở đạo nghĩa phía trên, chỉ có dạng này, hắn giết chết Tiêu Phàm về sau, Bách Sát Các mới không dám tìm hắn để gây sự. Ha ha, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười to, mặt coi thường nói, Hướng Vạn Đạo, ngươi là sợ Bách Sát Các có thể nói rõ, không cần thối nhiều cớ như vậy, ngươi không phải liền là nghĩ Bách Sát Các không truy cứu ngươi sao? Hiện tại, cho ngươi một cái cơ hội giết ta. Câu nói sau cùng, Tiêu Phàm cơ hồ là hét ra, lời còn chưa dứt, kinh khủng sát khí tựa như cùng hồng thủy một dạng từ Tiêu Phàm trên người bộc phát ra. Thiên võ cổ vực hàng trăm triệu tu sĩ, tất cả đều chết ở bốn đại đế vực cùng tám đại cổ vực liên thủ rảo sát phía dưới. Hắn của ban đầu, bởi vì quá mức nhỏ yếu, không cách nào cho chết đi tu sĩ báo thù. Nếu như không phải Lãng Thiên kịp thời xuất hiện, thậm chí Tiêu Phàm bọn họ cũng có thể đã chết. Cho đến ngày nay, Tiêu Phàm đã đủ cường đại, nội tâm hắn sát ý lại cũng nhìn không nổi nữa. Lần này, bất kể như thế nào, đều muốn Hướng Vạn Đạo bỏ ra cái giá xứng đáng, vì thiên võ cổ vực chết đi ức vạn vong linh tha tội. Muốn chết, Hướng Vạn Đạo hét giận dữ một tiếng, uy áp đáng sợ từ trên người hắn quét sạch mà ra, sao, dường như cuồng phong bạo vũ đồng dạng phóng tới Tiêu Phàm, muốn chỉ dựa vào khí thế nghiền nát Tiêu Phàm. Hướng Vạn Đạo mặc dù thụ kiếp tổn thương, có thể lại làm sao cũng là một cái chân chính thánh đế cảnh cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang thánh uy. Cỗ này đặc biệt thánh uy, đủ để cho đại bộ phận đại đế cảnh không ngẩng đầu lên được. Bất quá, cái này cũng không bao gồm Tiêu Phàm như không có chuyện gì xảy ra đứng ở đó, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Thánh uy dĩ nhiên khủng bố, nhưng nói cho cùng cũng là linh hồn uy áp, Tiêu Phàm có được linh hồn miễn dịch năng lực, há lại sẽ e ngại. Cái này liền là của ngươi thực lực sao? Cũng chỉ đến như thế. Tiêu Phàm đột nhiên nhe răng cười một tiếng, vậy mà xuất động hướng về Hướng Vạn Đạo đánh giết đi. Bốn phía tu sĩ tất cả đều thấy choáng mắt, Tiêu Phàm có vẻ như chỉ là đại đế cảnh A, lại dám đối Hướng Vạn Đạo xuất thủ. Đây không phải chịu chết, thì là cái gì chứ? Lão Tam, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất hai người kêu to, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Không cần lo lắng. Cái này Hướng Vạn Đạo mặc dù là thánh đế cảnh, nhưng bị thương rất nặng, căn bản không phát huy ra chân chính thánh đế cảnh thực lực, tối đa cũng liền bán bộ thánh đế cảnh mà thôi, tộc trưởng hẳn là có nắm chắc mới có thể xuất thủ. Kình Thiên chiến tướng ngăn lại Nam Cung Tiêu Tiêu hai người, bí mật truyền âm giải thích nói. Mặc dù Kình Thiên chiến tướng sẽ không lừa hắn môn, nhưng trong hai người tâm vẫn lo lắng không thôi. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã cùng Hướng Vạn Đạo điên cuồng đụng vào nhau. Để bốn phía đám người kinh ngạc là, Tiêu Phàm cũng không có bị Hướng Vạn Đạo miểu sát, ngược lại cùng Hướng Vạn Đạo rằng co cùng một chỗ. Nhìn thấy một màn này, đám người không khỏi hít một hơi lạnh, tất cả đều bị Tiêu Phàm thực lực cho khiếp sợ đến. Tiêu Phàm quanh thân cuồn cuộn thế giới chi lực nở rộ, giờ khắc này, hắn không chút nào cất giữ điều động thể nội gần 100 cái thế giới lực lượng, chỉ muốn giết chết Hướng Vạn Đạo. Tiêu Phàm mặc dù nhìn ra Hướng Vạn Đạo thương thế trên người, nhưng đối phương xác thực là chân chính thánh đế cảnh, lần thứ nhất chính diện đối mặt thánh đế cảnh công kích, Tiêu Phàm cũng không thể không toàn lực ứng phó. Bất quá, dù là hắn điều động gần 100 cái thế giới chi lực, cũng vẻn vẹn có thể cùng Hướng Vạn Đạo ngang hàng mà thôi. Tiêu Phàm là thiên tài không sai, nhưng là đạt tới thánh đế cảnh như vậy cấp độ, muốn vọt giai chiến đấu, cũng càng ngày càng gian nan. Nhất là đại đế cảnh tu sĩ, muốn vọt giai khiêu chiến thánh đế cảnh cường giả, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tiêu Phàm, bản tôn đều không thể không thừa nhận, ngươi là thiên tài chính là bởi vì như vậy, bản tôn mới sẽ không nhường ngươi sống sót, nếu không tương lai chính là ta Vạn La Đế vực tai nạn. Hướng Vạn Đạo đại khai đại hợp, nhẹ nhõm chặn lại Tiêu Phàm công kích. Mặc cho Tiêu Phàm làm sao điên cuồng xuất thủ, Hướng Vạn Đạo đều hết sức bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Ở thấy được Tiêu Phàm biến thái về sau,
hướng vạn đạo nội tâm cũng giết ý mọc lan tràn, vô luận sử dụng thủ đoạn gì, một lần này cũng muốn diệt Tiêu Phàm. Bốn phía tu sĩ trầm mặc không nói, tất cả đều nhìn chằm chằm không trung hai người chiến đấu, trong lòng bọn họ kinh ngạc, thời gian uống cạn nửa chén trà, hướng vạn đạo lại còn chưa bắt lại Tiêu Phàm. Nhưng ngươi chơi lâu như vậy, cũng đủ rồi. Đột nhiên, hướng vạn đạo nổi giận gầm lên một tiếng, bốn phía hư không đột nhiên vỡ nát. Ở phía sau hắn, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh thế giới màu vàng óng, thế giới màu vàng bên trong, vô số kiếm khí tung hoành, giống như thực chất hóa thần kiếm một dạng. Đây là vực chủ kiếm đạo thế giới lực lượng, điều động thế giới chi tâm, đã hóa hư làm thực. Một lần này, Tiêu Phàm không chết cũng khó. Lấy đại đế cảnh tu vi, lại dám khiêu khích thánh đế cảnh, đây vốn chính là hành động tìm chết, chết cũng xứng đáng. Vạn La đế vực tu sĩ không khỏi châm chọc khiêu khích lên, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Tiêu Phàm có một ít cừu hận, ban đầu ở Bách Sát chiến trường đều có một chút thân nhân chết ở Tiêu Phàm trên tay. Hiện tại nhìn thấy hướng vạn đạo làm thật, bọn họ đều ước gì Tiêu Phàm chết. Chết đi, cũng đúng lúc này, hướng vạn đạo thét mắng một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, sau lưng vô cùng vô tận kiếm đạo thế giới lực lượng, hóa thành ngàn vạn thần kiếm, hướng về Tiêu Phàm oanh sát đi. Xa xa nhìn tới, hư không tất cả đều bị nhiều loại kiếm khí bao phủ, hào quang sáng chói đâm đến người không mở mắt ra được. Dù là cách xa nhau vô số khoảng cách, đều cảm nhận được một áp lực đáng sợ, liền làn da đều có một chút đau nhói cảm giác. Đây cũng là thánh đế cảnh uy thế. Đông lại thế giới chi tâm, không chỉ có thể điều động thế giới chi lực, còn có thể để thế giới chi lực thực chất hóa, uy lực tuyệt luân, không kém gì đại bộ phận cổ pháp cùng cổ thuật. Đây cũng là đại đế cảnh gần như không có khả năng vọt giai chiến bại thánh đế cảnh một trong những nguyên nhân. Kình Thiên tiền bối, mau ra tay cứu lão tam. Nam Cung Tiêu Tiêu kêu to. Tộc trưởng để cho ta đừng ra tay. Kình Thiên chiến tướng đắng chát cười một tiếng, hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng cũng có chút bận tâm. Lúc này, cái kia đầy trời kiếm đạo thế giới lực lượng, giống như vạn tiễn tề phát, bao phủ hoàn toàn Tiêu Phàm. Lấy Tiêu Phàm thực lực, lại có mấy thành sống sót cơ hội. Đám người tất cả đều nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm không trung, sợ bỏ qua cái gì. Bất quá phần lớn người trên mặt đều mang mỉm cười, nghĩ đến Tiêu Phàm liền muốn hóa thành kiếp cho, bọn họ phát ra từ sâu trong nội tâm bật cười. Nho nhỏ đại đế cảnh, cũng dám khiêu khích bản tôn chi uy, run rế an dám tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Hướng vạn đạo nhìn thấy bị vạn kiếm cắn nuốt Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra một tia khoái ý. Hắn đại nhi tử hướng Nam Thiên bị Tiêu Phàm giết chết, mối thù giết con, không đội trời chung. Hướng vạn đạo không biết bao nhiêu lần hồn khiên mộng nhiễu, muốn đẩy Tiêu Phàm vào chỗ chết. Đáng tiếc, hắn kiêng kỵ Bách Sát các tồn tại, một mực không dám động thủ, dù là Tiêu Phàm trắng trợn xuất hiện ở Vạn La Đế Thành. Bây giờ, Tiêu Phàm vậy mà chủ động đánh tới, hướng vạn đạo rốt cục bắt được cơ hội, giết chết Tiêu Phàm, cũng tính cho con của mình báo thù. Hướng vạn đạo, người có vẻ như cao hứng quá sớm. Đột nhiên, cái kia ngàn vạn kiếm khí bên trong, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, lại là một đạo kim sắc quang mang, giống như một vòng kim dương đồng dạng, tách ra hào quang chói mắt. Đinh đinh đang đang một trận kim thạch giao kích thanh âm vang lên, không đám người môn lấy lại tinh thần, lại là nhìn thấy vô số kiếm khí bắn ngược mà quay về, bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Rất nhiều tu sĩ dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhấc chân chạy, bọn họ cũng không muốn bị tai bay vạ gió. Những cái kia đại đế cảnh tu sĩ lại là không có chạy trốn, mà là lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Mấy tức về sau, lại là nhìn thấy vô số kiếm khí biến mất, cái kia thiên thương bách khổng hư không, lại là có một vệt kim quang vô cùng dễ thấy. Theo hư không khôi phục lại bình tĩnh, đạo kim quang kia cũng càng rõ ràng, đám người rốt cục thấy rõ kim quang kia là cái gì. Tu La cửu biến, Kình Thiên chiến tướng nhìn thấy một màn này, trực tiếp kinh hãi kêu lên. Trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ hưng phấn. Hắn chỉ biết là Tiêu Phàm rất mạnh, có được đặc thù Tu La tộc tộc trưởng huyết mạch, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm thậm chí ngay cả Tu La cửu biến đều được. Hơn nữa, Tiêu Phàm giờ phút này biến thành Tu La, toàn thân còn như đúc bằng vàng ròng, lại giống như áo giáp, răng đầy mỗi một tấc da thịt, tỉ mỉ tới cực điểm. Hắn thân cao hơn một trượng, đỉnh đầu hai cái kim sắc sừng thú. Có được xuyên phá thương thiên khí thế, phía sau một đôi kim sắc xương cánh,
lưu chuyển lên dị dạng sắc bén quang mang, không kém gì hai thanh tuyệt thế thiên đao. Ở Tiêu Phàm trong tay, huyết sắc tu la kiếm hết sức tiên diễm, xinh đẹp, tựa như máu tươi thẩm thấu đồng dạng, muốn uống máu. Cái kia một đôi con mắt màu vàng óng, có thấm nhuần lòng người lực lượng, tựa như có thể xem thấu người suy nghĩ trong lòng. Hắn tóc vàng xõa vai, uy phong lẫm lẫm, bá khí vô biên. Tu la đệ tử biến, Tiêu Phàm giãy giụa cổ, vẻ mặt cười khẽ nhìn xem Hướng Vạn Đạo, khinh thường nói, Hướng Vạn Đạo, người điểm này lực lượng, cho ta gãi ngứa đều không đủ, tốt nhất nghiêm túc một chút a, đừng không cẩn thận sẽ phải mệnh của ngươi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên hóa thành một vệt kim quang xông ra, tránh trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hướng Vạn Đạo trước người, trong tay tu la kiếm liên tiếp chém ra vài kiếm. Hướng Vạn Đạo phản ứng cũng không chậm, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi mạ vàng chiến kiếm, chặn lại Tiêu Phàm thế công. Chỉ bất quá Tiêu Phàm cái kia bá đạo lực lượng, chấn động đến cánh tay hắn hơi tê tê, thân thể vừa lui lại lui. Vực chủ bị đẩy lui, Vạn La Đế vực tu sĩ nhìn thấy một màn này, kinh hãi không thôi. Có người càng là trợn mắt hốc mồm, trong miệng đủ để tắc hạ một cái trứng vịt, tràn đầy sợ hãi. Đây chính là thánh đế cảnh cường giả A, lại bị một cái đại đế cảnh tiểu tử đè đánh, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cũng may mấy tức về sau, Hướng Vạn Đạo rốt cục ổn định xu hướng suy tàn, nhưng là nhiều nhất cùng Tiêu Phàm ngang hàng mà thôi. Hắn không ngừng thi triển thế giới chi lực công kích Tiêu Phàm, nhưng mà, nhường hắn thất vọng là, Tiêu Phàm nhục thân cứng rắn đến cực điểm, những cái kia thực chất hóa kiếm khí chạm tại Tiêu Phàm trên người, lại là phát ra âm vang ở thanh âm. Thậm chí, trong tay hắn chiến kiếm chạm tại Tiêu Phàm trên người, cũng vẻn vẹn lưu lại một đạo dấu mà thôi. Cái này khiến Hướng Vạn Đạo có chút trợn tròn mắt, phải biết, trong tay hắn chiến kiếm thế nhưng là thánh giai pháp bảo A, hơn nữa còn là so bình thường là thánh giai pháp bảo cao cấp hơn một chút. Mà bây giờ, Tiêu Phàm nhục thân cường độ vậy mà so trong tay hắn chiến kiếm còn cường đại hơn, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng đây? Không có khả năng, tu la tộc tu la chi thể không có khả năng cường đại như thế. Hướng Vạn Đạo bỗng nhiên lắc đầu. Hắn hiển nhiên cũng sớm nhận được nhân tộc thí luyện cổ lộ bên trong một chút tin tức, biết rõ Tiêu Phàm là tu la tộc, nhưng hắn vẫn như cũ không để ở trong lòng. Dù sao, tu la tộc cũng không phải vô địch, chỉ bất quá bây giờ, Hướng Vạn Đạo trong lòng có chút hoảng, Tiêu Phàm triển lộ tu la chi thể quá mức bá đạo, liền hắn đều không làm gì được. Dạng này Tiêu Phàm, đừng nói thực lực bản thân bất phàm, chính là đứng ở đó nhường hắn đánh, cũng chưa chắc có thể giết chết được a. Hướng Vạn Đạo làm sao biết, Tiêu Phàm giờ phút này biến hóa cũng không phải bình thường tu la chi thể, mà là đệ tứ biến tu la chi thể, uy lực tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Không phải tu la chi thể quá mạnh, mà là ngươi quá yếu. Tiêu Phàm hét giận dữ, tu la kiếm điên cuồng phách chạm, một cái tay khác hóa thành lợi chảo hung mãnh công kích, tựa như hoàn toàn không muốn sống nữa một dạng. Loại trạng thái này, đối Tiêu Phàm tiêu hao rất nhiều, hắn cũng không dám kéo dài thêm. Nếu như đã mất đi tu la chi thể cái này một chỗ dựa lớn, hắn Tiêu Phàm muốn chiến thắng Hướng Vạn Đạo, đoán chừng cũng là không thể nào. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Hướng Vạn Đạo vô cùng phẫn nộ, hắn đường đường thánh đế cảnh, lại bị một cái đại đế cảnh nói quá yếu, cái này khiến hắn làm sao không giận. Bản tôn nếu là không chịu tổn thương, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hướng Vạn Đạo trong lòng gầm thét, bất quá hắn tuyệt đối là không thể nào nói ra được. Nếu là nói cho Tiêu Phàm bản thân bị thương, vạn nhất đối phương có nhằm vào hắn bị thương thủ đoạn đây. Linh Nha Lợi Chủy, chờ ngươi thời điểm chết, xem ngươi miệng còn có cứng hay không. Hướng Vạn Đạo ngữ khí vô cùng băng lãnh, giống như đến từ cửu u. Người nào chết còn không nhất định đây. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, điên cuồng không thôi. Bất quá, hắn trong lòng lại là có chút ngưng trọng, tu la đệ tứ biến đối thần lực tiêu hao quá lớn. Căn bản chịu không được bao lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đúng rồi, cổ thuật cùng cổ pháp, phải chăng có thể trọng thương hắn đây? Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bây giờ ưu thế của hắn, trừ bỏ thể nội thế giới, cường hãn nhục thân cùng linh hồn miễn dịch bên ngoài, cũng chỉ có học tập cái kia mấy loại cổ pháp cùng cổ thuật. Trung thiên thế giới, Tiêu Phàm không chút do dự thi triển ra cổ pháp 3000 thế giới đệ nhị trọng. Lần trước khí vận tới người,
Tiêu Phàm một lần này cổ pháp, đã đến gần vô hạn đệ tam trọng, uy lực bá đạo hết sức. Cho dù giết không chết Hướng Vạn Đạo, cũng khẳng định có thể cho hắn tạo thành ngắn ngủi khốn nhiễu. Quả nhiên, theo Tiêu Phàm trên người một cỗ kia cỗ lực lượng kỳ lạ quét sạch mà ra, sao, Hướng Vạn Đạo ánh mắt kịch liệt run một cái, thân thể vậy mà ngừng lưu lại. Mặc dù chỉ là như vậy trong nháy mắt, nhưng đối với bậc này cường giả mà nói, thế nhưng là cực kỳ chí mạng. Thần linh trảm thiên, Tiêu Phàm không chút do dự, lần nữa thi triển ra loại thứ hai cổ pháp, chỉ thấy một chuôi thực chất hóa thần kiếm kiếm khí, từ Tiêu Phàm sau lưng dâng lên, mang theo một cỗ trảm thiên diệt địa lực lượng, bổ xuống. Vực chủ cẩn thận, Vạn La Đế vực cùng Hướng ra tu sĩ tất cả đều kêu to không thôi, tất cả đều bị Tiêu Phàm một kiếm này cho khiếp sợ đến. Kiếm này nếu là rơi xuống, cho dù giết không chết Hướng Vạn Đạo, đoán chừng cũng có thể nhường hắn lột một tầng ra. Đáng tiếc, Hướng Vạn Đạo lúc này bị cổ pháp 3000 thế giới chấn nhiếp, hai mắt đều có chút mông lung, nơi nào còn có sức phản kháng. Coi như hắn lấy lại tinh thần, cũng không khả năng trốn được Tiêu Phàm một kiếm này. Tiêu Phàm nhìn thấy thần linh trảm thiên một đòn sắp rơi vào Hướng Vạn Đạo đỉnh đầu thời khắc, trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng tụ. Âm chỉ thấy Hướng Vạn Đạo trên cổ đột nhiên chán phóng một đạo bạch sắc quang mang, ngưng tụ thành một cái quang cháo đem Hướng Vạn Đạo bảo hộ ở trung ương. Làm thần linh trảm thiên một kiếm đụng tới cái kia quang cháo thời khắc, lại bị cái kia quang cháo tán phát lực lượng đánh bay, sau đó tại hư không nổ tung. Cùng lúc đó, Hướng Vạn Đạo cũng mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi, bất quá rất nhanh biến thành vẻ đắc ý. Linh hồn phòng ngự pháp bảo, Kình Thiên chiến tướng hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Đó là linh hồn phòng ngự pháp bảo, vực chủ lại có như thế thần vật, đám người cũng có người âm thầm kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng âm thầm trầm ngâm, linh hồn phòng ngự pháp bảo sao? Hắn cũng không nghĩ đến, Hướng Vạn Đạo vẫn còn có bậc này át chủ bài. Vì vừa rồi một kiếm kia không có giết chết Hướng Vạn Đạo mà cảm thấy đáng tiếc. Sớm biết, bản thân nên trực tiếp một kiếm đâm đi lên, coi như giết không chết hắn, cũng có thể muốn hắn nửa cái mạng. Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Hướng Vạn Đạo trên cổ, lại là phát hiện, cổ của đối phương bên trên vậy mà mang theo một chuỗi mang theo bạch sắc ngọc chất vòng cổ. Hắn nhìn hết sức rõ ràng, vừa rồi một sát na kia, chính là bức này ngọc chất vòng cổ làm ra mấu chốt tác dụng. Cứu Hướng Vạn Đạo một mạng. Có đầu này ngọc chất vòng cổ ở, hắn hiểu được, mình muốn dựa vào công kích linh hồn giết chết Hướng Vạn Đạo, đoán chừng là không thể nào, trừ phi có thể xử lý trên người của hắn ngọc chất vòng cổ. Tiêu Phàm, bản tôn nhất thời sơ sẩy, vậy mà đều kém chút bị ngươi được như ý, đợi ngươi rơi vào bản tôn trong tay, bản tôn định nhường ngươi sống không bằng chết. Hướng Vạn Đạo giờ phút này cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Sự tình vừa rồi, suy nghĩ một chút đều cảm thấy một trận hoảng sợ, còn tốt có linh hồn phòng ngự pháp bảo, nếu không mình khả năng đã trở thành một cỗ thi thể. Lần sau ngươi coi như không may mắn như thế nữa. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, bất quá trong lòng lại là nhanh chóng rơi vào trầm tư. Trước đó hắn thi triển 3000 thế giới thời điểm, cái kia ngọc chất vòng cổ cũng không có phản kích, mà khi thi triển thần linh trảm thiên một kiếm, uy hiếp đến Hướng Vạn Đạo tính mệnh lúc, ngọc chất vòng cổ lúc này mới chủ động hộ chủ. Nghĩ đến, cái này ngọc chất vòng cổ, cũng chỉ có ở sống chết trước mắt, mới có thể cứu Hướng Vạn Đạo mệnh, hơn nữa nhất định phải là công kích linh hồn. Về phần vật lý công kích, vậy cũng chỉ có thử qua mới biết. Bất quá, Hướng Vạn Đạo cũng tuyệt đối sẽ không lại cho Tiêu Phàm thử cơ hội, vừa rồi không cẩn thận thiếu chút nữa chịu thiệt hại lớn, hắn không cẩn thận mới là lạ. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy. Hắn cảm nhận được Hướng Vạn Đạo khí tức trên thân rõ ràng trở nên yếu đi, hiển nhiên là thương thế trên người hắn làm ra tác dụng. Tiếp tục nữa, thần lực của ta cũng nhiều nhất chèo chống một nén nhang, chỉ có khắp nơi vượt qua hắn, nhưng hắn tổn thương càng thêm tổn thương, mới có cơ hội chém hắn. Tiêu Phàm trong lòng tính toán. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, thầm nói, thương thế. Hắn rốt cuộc là cái gì thương thế? Ta phải chăng có thể từ thương thế của hắn vào tay đây? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trực tiếp lui ra Tu La Đệ Tứ Biến trạng thái, con mắt màu vàng óng biến mất một sát na kia, một vòng huyết quang từ mắt hắn ngọn nguồn chỗ sâu hiện lên. Chỉ chốc lát sau, trong mắt của hắn lại biến thành màu máu,
một đầu huyết u minh ở trong đó lao nhanh. Ha ha, Tiêu Phàm, người rốt cục cùng đường mạt lộ sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm lại biến thành hình người, Hướng Vạn Đạo lập tức càn rỡ cười ha ha. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm thần lực tiêu hao quá độ, không chống đỡ được tu la thân thể thi triển đây. Liền ở Hướng Vạn Đạo cười to thời khắc, Tiêu Phàm cũng muốn cười váng lên, muốn cười thật to, trên mặt càng là lộ ra kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, Hướng Vạn Đạo khí số, vậy mà đang không ngừng sói mòn. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc nói, ở trong mắt của hắn bên trong, Hướng Vạn Đạo quanh thân có một loại cực kỳ sức mạnh huyền diệu chính đang sói mòn. Loại này sức mạnh huyền diệu Tiêu Phàm rất quen thuộc, chính là đại đế cảnh tu sĩ đặc thù khí số, chỉ bất quá Hướng Vạn Đạo trên người chạy mất khí số lại là thuộc về chính hắn mà thôi. Mặc dù Hướng Vạn Đạo cũng không giờ khác nào không tại hấp thu khí số, có thể chạy mất tốc độ rõ ràng muốn nhanh rất nhiều. Mà khí số sói mòn, lại là đại biểu cho người này chính đang hướng đi tử vong a. Cho dù ta không giết hắn, hắn cũng nhất định phải chết, khí số đã hết. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, hắn rất muốn nghiệm chứng một chút loại khả năng này, nhưng là hắn không có đầy đủ thời gian đi nghiệm chứng. Tất nhiên ta không chờ được, vậy vì sao không tăng tốc trên người hắn khí số sói mòn đây? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến. Phải biết, hắn nhưng là có được thần thông chọc, có thể tước đoạt mệnh cách bên trong mệnh nguyên, tước đoạt mệnh thạch bên trong mệnh khí. Mệnh khí vốn liền ẩn chứa khí số, thần thông chọc tự nhiên cũng có thể tước đoạt khí số. Kiếm đạo thế giới, ta làm tôn. Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Hướng Vạn Đạo lại là chợt quát một tiếng, hai tay chấn động, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, tất cả đều bị kiếm khí tràn đầy, khắc nghiệt hết sức. Vạn La Đế Thành rất nhiều nơi cũng bị kiếm khí này che lấp, trở thành Hướng Vạn Đạo cái kia kiếm đạo thế giới một bộ phận. Chọc, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng. Chân đạp huyền diệu bộ pháp xuất hiện ở Hướng Vạn Đạo một bên, một đạo hình trang lưỡi liềm bạch sắc hiện lên trong nháy mắt chui vào Hướng Vạn Đạo thể nội. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nhanh chóng lùi về phía sau quá trình bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy, Hướng Vạn Đạo trên người khí số sói mòn tốc độ tăng nhanh mấy chục lần có thừa. Hướng Vạn Đạo cơ thể hơi run lên, sắc mặt cũng giống như trong nháy mắt trở nên già đi rất nhiều. Thực có thể. Chẳng lẽ đây chính là thần thông chọc diệu dụng sao? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc hết sức, nếu quả như thật có thể tước đoạt đối phương thể nội khí số, đây chẳng phải là giết người ở vô hình. Liền tựa như vừa rồi, Hướng Vạn Đạo căn bản cũng không có cảm nhận được trên người khó chịu, thậm chí Tiêu Phàm đang nghĩ, Hướng Vạn Đạo có phải hay không căn bản liền không nhìn thấy thần thông chọc bạch sắc thiểm quang đây. Tiêu Phàm giờ mới hiểu được, năm đó, Chọc Thiên Hồng cho mình phần cơ duyên này, thực sự quá lớn. Chạy, ngươi chạy trốn được sao? Hướng Vạn Đạo nhìn thấy Tiêu Phàm muốn chạy trốn, lập tức bước nhanh đuổi theo, thao túng kiếm đạo thế giới vây công Tiêu Phàm. Ta thật không nghĩ qua chạy. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, ngay sau đó không chút do dự lần nữa thi triển tu la đệ tứ biến, phòng ngự tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Nghịch loạn chi đồng khám phá Hướng Vạn Đạo trên người vấn đề, Tiêu Phàm đã có niềm tin rất lớn có thể giết chết Hướng Vạn Đạo. Cái này khí số chạy mất tốc độ, vẫn là quá chậm. Tiêu Phàm lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, ngay sau đó từng đạo linh hồn phân thân thoáng hiện. Gần 100 cỗ linh hồn phân thân xuất hiện ở Hướng Vạn Đạo chung quanh, mặc cho cái kia ngàn vạn kiếm khí xuyên thủng thân thể, cũng không thèm quan tâm, trên mặt ngược lại lộ ra một nụ cười. Ngay sau đó, gần 100 cỗ linh hồn phân thân, đồng thời duỗi ra một ngón tay nhắm ngay Hướng Vạn Đạo, đồng thời quát khẽ chọc. Chọc, hơn trăm đạo thanh âm đồng thời vang lên, mỗi một bộ linh hồn phân thân đầu ngón tay đều chán phóng một cái bạch sắc hình trang lưỡi liềm quang nhận, đồng thời chém về phía Hướng Vạn Đạo. Mặc cho Hướng Vạn Đạo làm sao chạy trốn, cũng căn bản trốn không thoát. Cũng không như Tiêu Phàm suy nghĩ, Hướng Vạn Đạo kỳ thật cũng không phải là không nhìn thấy cái kia bạch sắc thiểm quang, mà là hắn căn bản không ý thức được cái kia bạch sắc thiểm quang nguy hiểm. Thật sự là cái kia bạch sắc thiểm quang quá tầm thường. Trừ bỏ tương đối chói mắt bên ngoài, căn bản không có mặt khác chỗ đặc biệt. Bởi vậy, Hướng Vạn Đạo cũng không có trốn, ngược lại trên mặt lộ ra khinh thường. Giết, một chữ phun ra, hư không kiếm khí hét giận dữ, giống như thiên quân vạn mã, quét sạch tứ phương, túc sát chi khí lan tràn cả tòa Vạn La Đế Thành. Phốc phốc phốc, Tiêu Phàm gần 100 cỗ linh hồn phân thân tất cả đều nổ tung,
hóa thành từng đạo năng lượng ba động tiêu tán trên không trung. Cho dù Tiêu Phàm bản thể, cũng bị vô số kiếm khí cắt đứt, máu tươi bắn tung tóe, áo bào đen bị thẩm thấu, tốt ở thời khắc mấu chốt, hắn lần nữa thi triển Tu La Đệ Tứ Biến, khó khăn lắm chặn lại những kiếm khí kia công kích. Hắn không biến hóa thành Tu La chi thể phía trước, nhục thân tuy mạnh, nhưng còn chưa tới không nhìn thánh đế cảnh công kích cấp độ. Chỉ có biến thành Tu La chi thể, thi triển Tu La Đệ Tứ Biến, mới có thể ngăn ngụ thánh đế cảnh tiền kỳ công kích. Tiêu Phàm trọng trọng đập trên mặt đất, phá hủy vô số cung điện, trượt ra hơn 10 dặm mới dừng lại. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lần nữa đạp không mà lên, lại biến thành hình người bộ dáng, bất quá, hắn không có để ý thương thế trên người, ngược lại lộ ra một vòng nét cười nghiền ngẫm, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Tiêu Phàm vận chuyển thần lực, lập tức nhìn thấy, hướng vạn đạo thể nội khí số sói mòn tốc độ, ít nhất là phía trước mấy ngàn lần. Nếu như nói trước đó liếc mắt một cái dòng suối nhỏ mà nói, như vậy hiện tại chính là lao nhanh biển cả, khí số chạy mất tốc độ, đạt đến trình độ đáng sợ. Tiêu Phàm, người Tu La chi thể, đã vô dụng a. Hướng vạn đạo từng bước một từ trên cao đi xuống, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Hắn thấy, Tiêu Phàm liên tục trở thành Tu La chi thể, khẳng định đã đến cực hạn của hắn, hiện tại chỉ là một cái gãy chân châu chấu. Lại cũng nhảy nhót không nổi. Hướng vạn đạo, ngươi chính là chuẩn bị cho mình tốt quan tài a. Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại nở nụ cười. Linh Nha Lợi Chủy, Hướng vạn đạo vô cùng phẫn nộ, chuẩn bị lần nữa động thủ. Phực chủ hắn làm sao đột nhiên giả đi. Đột nhiên, chu vi xem trong tu sĩ, có người kinh hô mà ra. Những người khác nghe vậy, cũng từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi vào Hướng vạn đạo trên người. Để đám người hít một hơi lạnh chính là, Hướng vạn đạo làn da đã trở nên làm điệp hết sức, không có chút nào sức sống, giống như một chân đã bước vào trong quan tài. Thậm chí, trên người hắn đã không cảm giác được bất kỳ sinh khí nào, hai mắt hãm sâu, chậm rãi trở nên đục ngầu hết sức. Hướng vạn đạo cũng dường như ý thức được thân thể mình biến hóa, bỗng nhiên nâng hai tay lên, sau một khắc. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng hắn kinh hãi là, hai tay của hắn huyết khí khô cạn, trên cánh tay làn da nếp uốn không chịu nổi, nếu như không phải có thể cảm nhận được cánh tay tồn tại, hắn hoàn toàn không tin đôi tay này là chính hắn. Mấy tức về sau, làm cho tất cả mọi người càng thêm kinh hãi sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Hướng vạn đạo trên thân đột nhiên xuất hiện vô số mụn mủ bọc đầu đen, chảy ra để cho người ta chán ghét chất lỏng, nghe ngóng buồn nôn. Thiên nhân ngũ suy, đây là thiên nhân ngũ suy, làm sao có thể, điện chủ đại nhân không phải đoạn thời gian trước mới qua thánh đế kiếp sao? Đột phá thánh đế cảnh, thọ nguyên gia tăng hàng vạn mà tính a. Nhất định là Tiêu Phàm, hào quang màu trắng kia, mới để cho vực chủ biến thành bộ dáng bây giờ. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói đều là kinh hãi ý tứ, tất cả đều bị Tiêu Phàm loại này thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Đừng nói vạn la đế vực tu sĩ. Chính là Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Kình Thiên mấy người cũng là kinh ngạc không thôi, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Nếu như Tiêu Phàm có thể làm cho người sớm tiến vào thiên nhân ngũ suy, cái kia trên lý luận, hắn loại này thủ đoạn, có thể gạt bỏ bất luận kẻ nào a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người khác bị Tiêu Phàm mới vừa loại kia công kích đánh chúng. Ngươi đối với bản tôn làm cái gì? Hướng vạn đạo cũng sợ hãi, hắn lúc này mới phát hiện. Thanh âm của mình cũng biến thành hết sức già nua cùng khàn khàn. Trên người mụn mủ bọc đầu đen cũng bắt đầu gia tăng tốc độ thối rữa, lưng cũng chậm chậm trở nên uốn lượn, cùng lúc trước hăng hái so sánh, hoàn toàn tưởng như hai người. Thậm chí, từ từ, lưng hắn đều đính không lên. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Bất quá, nội tâm của hắn lại là cực kỳ không bình tĩnh, thần thông trọc uy năng, hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn. Mười mấy hơi thở trước đó, Hướng vạn đạo vẫn là một cái uy thế ngập trời thánh đế cảnh cường giả, nhất vực chi chủ. Nhưng hiện tại, hắn nhưng chỉ là một cái gần đất xa trời lão nhân, khí tức trên thân không ngừng biến yếu, đã không thể so thần vương cảnh mạnh bao nhiêu. Hiện tại, Tiêu Phàm muốn giết chết hắn, cũng như cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có động thủ, hắn cũng không có đồng tình. Từ Hướng vạn đạo đối thiên võ cổ vực xuất thủ một khắc kia trở đi,
liền đã định trước hắn kết cục. Chỉ cần Tiêu Phàm bất tử, Tiêu Phàm là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Nếu như buông tha Hướng Vạn Đạo, tha cho hắn bất tử, Tiêu Phàm lại có gì mặt mũi đối mặt cái kia vì hắn mà chết hàng trăm triệu thiên võ cổ vực anh linh đây. Cho dù là Hướng Vạn Đạo, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái mở đầu mà thôi. Hướng Vạn Đạo cặp mắt đục ngầu nhìn qua Tiêu Phàm, lại là cũng nói không ra lời, rơi xuống ở trong phế tích, không biết là ở hối hận, vẫn là ở cừu hận Tiêu Phàm. Ta không giết ngươi, ngươi sau cùng thời gian, hảo hảo vì thiên võ vực chết đi vô số anh linh tha tội a. Cách đó không xa, Tiêu Phàm quét Hướng Vạn Đạo một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Hô, cũng liền ở Tiêu Phàm xoay người một sát na kia, một vệt sáng bỗng từ hướng ra phủ đệ chỗ sâu gào thét mà tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bay thẳng Tiêu Phàm mi tâm. Cẩn thận, Kình Thiên kinh hô một tiếng, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm sau lưng, giương tay vồ một cái, trong tay lập tức xuất hiện một chuôi hắc sắc dao găm, lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Trong nháy mắt đó, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, quay đầu nhìn về phía cái kia lưu quang nơi phát ra vị trí, lại là nhìn thấy một đạo áo bào trắng thân ảnh lăng không mà đứng. Đó là một lão già, tóc trắng lông mi trắng, trên người tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng choáng, cùng chung quanh hư không hòa làm một thể, nếu như không phải tận mắt thấy, căn bản không cảm ứng được hắn tồn tại. Người kia là ai, làm sao cảm giác rất quen thuộc? Có thế hệ trước tu sĩ lộ ra nghi hoặc. Ta biết hắn là ai, hắn là đời trước vực chủ, Hướng Thiên La. Đột nhiên, có người kinh hô mà ra, trên mặt đều là kinh ngạc. Lão vực chủ không phải đã chết rồi sao? Lại có người kinh ngạc nói. Cũng khó trách bọn hắn như thế kinh ngạc, Hướng Thiên La, đây chính là hàng vạn năm trước uy trấn Vạn La đế vực cường tuyệt nhân vật a, hơn nữa sớm tại mấy ngàn năm liền đã chết. Nhưng bây giờ, một người đã chết, lại hiện trước mắt mọi người, cái này khiến bọn họ làm sao có thể đủ bình tĩnh đây. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo hướng về cái kia bạch bào lão giả, cười lạnh nói, đánh tiểu nhân, lại tới lão. Hướng Thiên La khí tức trên thân mặc dù cực kỳ khủng bố, nhưng Tiêu Phàm cũng không có sợ hãi ý nghĩa, ngược lại lộ ra sắc bén quang mang. Đưa tay vung lên, một cái thần lực chi chảo lập tức nắm lấy đã hấp hối Hướng Vạn Đạo, lạnh lùng nhìn xem đối diện Hướng Thiên La, dùng sức bóp, Hướng Vạn Đạo thiếu chút nữa thì bị bóp nát. Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, Lãng Thiên xác thực không nói với hắn nói dối, Hướng ra xa xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Thậm chí Tiêu Phàm đang nghĩ, có lẽ Hướng ra căn bản không chỉ Hướng Vạn Đạo cùng Hướng Thiên La hai cái này thánh đế cảnh cường giả. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm mới hạ quyết tâm, một lần này, dù là tiêu phí giá lớn hơn, cũng nhất định phải đem Hướng ra đánh cho tàn phế. Thả hắn, Hướng Thiên La ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm phun ra một câu. Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới Hướng Thiên La, trực tiếp dùng hành động nói cho hắn. Bành, chỉ thấy nắm Hướng Vạn Đạo cái kia thần lực tay, bỗng nhiên đem Hướng Vạn Đạo bóp vỡ, hóa thành một trận hôi thối tràn đầy sương mù tại hư không. Đám người thấy thế, tất cả đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, có người càng là nhìn không được hít một hơi lạnh. Đây chính là Hướng Vạn Đạo a, đường đường thánh đế cảnh, Vạn La đế vực vực chủ. Vậy mà như thế tùy tiện liền bị Tiêu Phàm tiêu diệt. Ngươi muốn chết, Hướng Thiên La giận tím mặt, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế quyết đoán cùng tàn nhẫn, vậy mà hoàn toàn không quan tâm hắn cái này thánh đế cảnh cường giả uy hiếp. Bất quá, hắn cũng không có xuất thủ, mà là kiêng kỵ nhìn Kình Thiên một cái. Vừa rồi Kình Thiên xuất thủ, dễ dàng phá hết công kích của hắn, hiển nhiên thực lực không kém gì hắn bao nhiêu. Tộc trưởng, Hướng Thiên La chính là thánh đế cảnh trung kỳ, đừng đem hắn bức điên. Kình Thiên bí mật truyền âm nói, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ trực tiếp giết Hướng Vạn Đạo. Hắn thấy, nếu là dùng Hướng Vạn Đạo uy hiếp Hướng Thiên La, có lẽ sẽ để Hướng Thiên La thúc thủ chịu trói cũng không nhất định. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, Hướng Thiên La lại bởi vì Hướng Vạn Đạo thúc thủ chịu trói. Đó là không có khả năng. Hướng Thiên La người này xem xét chính là lạnh lùng vô tình hạng người, nếu như hắn quan tâm Hướng Vạn Đạo sự sống còn, há lại sẽ chờ tới bây giờ mới ra ngoài. Nếu như không phải Hướng Thiên La sợ Tiêu Phàm thừa cơ tiêu diệt Hướng gia, Hướng Thiên La căn bản sẽ không hiện thân. Mặt khác, nếu là Tiêu Phàm có thể uy hiếp được Hướng Thiên La tính mệnh,
hướng Thiên La đoán chừng nối tới nhà cũng sẽ không tiếp tục bận tâm, trực tiếp liền sẽ chạy trốn. Người đối chiến hắn, có bao nhiêu nắm chắc? Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, cũng không quay đầu lại truyền âm hỏi. Phân ra 5, 5 A. Nghĩ nghĩ, Kình Thiên cuối cùng phun ra một câu. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, vậy liền đủ. Chỉ cần Kình Thiên có thể cuốn lấy hướng Thiên La, Hoàng Bằng liền có thể để chống, dù là hướng ra còn muốn mặt khác thánh đế cảnh cường giả, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi. Nói xong, Tiêu Phàm giương tay vồ một cái, trong tay của hắn lập tức xuất hiện một mai mệnh thạch, còn có một mai hạt châu màu vàng óng. Thế giới chi tâm, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, liếc mắt liền nhận ra. Muốn đột phá thánh đế cảnh, nhất định phải dung luyện thế giới chi tâm, bản thân trở thành chúa tể thế giới, đây cũng là cùng đại đế cảnh hoàn toàn bất đồng địa phương. Đại đế cảnh thế giới, cho dù là tu sĩ bản thân, cũng vô pháp triệt để khống chế, một khi bỏ mình, thế giới liền sẽ dung nhập thiên địa tinh thần. Nhưng thánh đế cảnh thế giới, lại là triệt để nắm giữ ở tu sĩ trong tay, tương đương với một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh, để tu sĩ độc lập bề ngoài. Dù là tu sĩ bỏ mình, người khác cũng có thể luyện hóa thế giới của hắn chi tâm, đến khống chế thế giới của hắn, đây là thánh đế cảnh thế giới đặc điểm. Dù sao, thánh đế cảnh bỏ mình, gia tộc kia liền có thể kế thừa một quả này thế giới chi tâm, nắm vững cái thế giới này. Nhìn xem hướng vạn đạo thế giới chi tâm, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia tha thiết, trực tiếp đem hắn ném cho linh hồn bản thể luyện hóa. Từ khi đột phá đại đế cảnh về sau, Tiêu Phàm vẫn muốn thử nghiệm đi con đường tắt kia, kia liền là luyện hóa người khác thế giới, thế nhưng là một mực không thể thành công. Bây giờ lấy được hướng vạn đạo thế giới chi tâm, rốt cục có thể thử một chút. Chết, cũng đúng lúc này, hướng Thiên La rốt cục giận không kềm được, cũng nhịn không được nữa, cả người hóa thành một vệt sáng thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bóp vỡ hướng vạn đạo, hắn cũng không có tức giận như thế, dù sao đạt tới thánh đế cảnh, nhục thân cùng linh hồn bị hao tổn, cũng có thể chậm rãi phục hồi như cũ. Nhưng nếu là mệnh thạch cùng thế giới chi tâm phá toái, hướng vạn đạo liền thực hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Kình Thiên liền chủ động giết tới, hắn cách thánh đế cảnh trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước, bây giờ khôi phục đỉnh phong, ngược lại là không sợ hướng Thiên La. Nếu là trở thành tu la chi thể, hắn có lẽ còn có thể hỏi một chút chiếm cứ lấy một tia thượng phong. Hướng ra tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta giết bọn họ, một tên cũng không để lại. Hướng Thiên La triệt để tức giận rồi, đã không tiếc đại giới muốn tiêu diệt Tiêu Phàm. Giết, hướng ra một đám cường giả thông hai mắt đỏ giết tới. Lúc này mới có chút ý tứ, Tiêu Phàm âm thầm cười lạnh, hắn cũng muốn nhìn xem. Hướng ra nội tình rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nâng tay phải lên, tu la kiếm chỉ hướng phía dưới hướng ra người, Tiêu Phàm cũng lạnh như băng phun ra một câu, hướng ra người, giết không tha. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm bản thân đã hóa thành một vệt sáng xông về hướng ra một đám đại đế bên trong, từng đạo thủ ấn từ trên người hắn nở rộ, hung hăng hướng về hướng phủ rơi đập đi. Hoảng sợ chi uy hạ xuống hướng phủ. Hàng vạn mà tính tu sĩ chết ở Tiêu Phàm thủ ấn phía dưới. Đại đế cảnh phía dưới tu sĩ, căn bản cả cái gì phản kháng cùng cơ hội chạy trốn đều không có, liền biến thành bột mịn. Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì đồng tình, lúc trước hướng ra đồ sát thiên võ cổ vực hàng trăm triệu tu sĩ lúc, bọn họ cũng chưa từng có bất cứ chút do dự nào, Tiêu Phàm lại dựa vào cái gì thương hại bọn hắn đây. Giết, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người cũng giận dữ xuất thủ. Không chút nào cất giữ phóng tới hướng ra một đám đại đế. Số người của bọn họ mặc dù hơi ít, nhưng mỗi người đều là từ trong núi thây biển xác xông ra đến, hơn nữa cũng là vọt giai khiêu chiến tồn tại, ở đâu là hướng ra người có thể địch đây. Nhất là Hoang Bằng, hai cánh chém một cái, vô số phong nhận gào thét mà ra, 10-20 cái đại đế cảnh liền biến thành kiếp cho. Vạn La Đế thành tu sĩ nhìn thấy một màn này, tất cả đều hốt hoảng hướng về bốn phía chạy trốn đi. Không dám ở nơi đây dừng lại, sợ tai bay vạ gió. Trong lúc nhất thời, Vạn La Đế vực trên không loạn cả một đoàn, trong thành vô số cung điện sụp đổ, bụi bặm đầy trời, tiếng la giết vang vọng thương khung. Có thể nói, đây hoàn toàn là một mảnh ngược lại chu diệt. Hướng ra đại đế cảnh, ở Tiêu Phàm trước mặt bọn hắn, cơ hồ chỉ có bị tàn sát phần. Vẻn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà mà thôi. Hướng ra cơ hồ liền bị Tiêu Phàm bọn họ giết chóc không còn,
hư không tràn ngập máu tươi, giống hệt một mảnh tu la tràng. Vạn La Đế Thành tu sĩ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, cũng tràn đầy sợ hãi, sợ chọc giận người sát thần này. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm cũng không có cao hứng, những người này mệnh, đã không thể để cho thiên võ cổ vực người sống lại. Từ hôm nay, hướng ra diệt, Nam Cung Tiêu Tiêu 10 điểm ngang ngược quét mắt bốn phía, lạnh lùng nói. Đây chính là hướng ra nội tình sao? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn luôn cảm giác sự tình quá thuận lợi, cái này có vẻ như không giống như là một cái đế tộc vốn có nội tình. Tiêu Phàm hờ hững quét mắt phía dưới tu la tràng, linh hồn chi lực chậm rãi quét sạch mà ra, sao, bao trùm lấy toàn bộ khu phế tích. Hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, hướng vạn đạo cùng hướng ra người, chết quá dễ dàng. Thậm chí, Tiêu Phàm nội tâm có một loại hoang đường cảm giác, kia liền là hướng ra những người này tựa như cố ý chịu chết một dạng. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt quét về phía trong khu phế tích kia một tòa đổ nát cung điện bên trong, nơi đó, nhộn nhạo một loại huyền diệu năng lượng ba động. Tiêu Phàm linh hồn chi lực 10 điểm nhạy cảm, lúc này mới cảm ứng được. Tam ca, cái này hướng ra người chết cũng quá thống khoái, hơn nữa còn là không phải cũng quá ít. Quan Tiểu Thất đột nhiên hỏi. Tiêu Phàm nghe vậy, tựa như trong lòng trong nháy mắt bị xúc động đồng dạng, ánh mắt hơi hơi sáng lên, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ngay sau đó nhìn chằm chằm tòa cung điện kia. Thì ra là thế, đây cũng không phải chân chính hướng ra. Tiêu Phàm híp hai mắt. Cái gì không phải chân chính hướng ra? Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nghi hoặc không hiểu. Tiêu Phàm lại là thở sâu, giải thích nói, Lãng đại ca đã từng nhắc nhở ta, không nên coi thường những cái kia đế tộc, dù là bên ngoài không có thánh đế cảnh đế tộc. Trước đó ta vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ ta hiểu được, chân chính hướng ra, hẳn là đang hướng nhà một cái thế giới khác bên trong. Hướng vạn đạo chẳng qua là hướng ra ở Vạn La Đế Thành gia chủ mà thôi. Lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt hiểu được. Thánh đế cảnh ngưng luyện thế giới chi tâm, dù là tu sĩ chết rồi, cái thế giới này vẫn như cũ có thể khống chế. Hướng ra thân làm đế tộc, nghĩ đến cũng có không ít thế giới như vậy, thứ nhất có thể ẩn tàng hướng ra lực lượng, thứ hai cũng có thể làm hướng ra đường lui. Hiển nhiên, cái kia trong phế tích cung điện, vô cùng có khả năng chính là hướng ra cổ địa thế giới cửa vào, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được nơi đó tán phát không gian ba động. Nếu thật là dạng này, cái kia hướng ra lại có bao nhiêu thánh đế cảnh? Nam Cung Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Một cái hướng vạn đạo cùng hướng thiên la còn kém không đạt được nhiều để bọn hắn toàn lực ứng phó, nếu như hướng ra còn có nhiều hơn thánh đế cảnh, bằng vào Tiêu Phàm bọn họ những người này, khẳng định không phải là đối thủ. Bọn họ có bao nhiêu thánh đế cảnh, cùng ta lại có gì nhốt? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nét cười đạm mạc. Ách đám người hơi hơi kinh ngạc. Hoàn toàn không minh bạch Tiêu Phàm là có ý gì. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong mắt hàn quang lấp lóe, chúng ta đến chỗ này đã có trong một thời gian ngắn, cho dù hướng ra thật có thánh đế cảnh, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không ra tay. Tại những cái kia người xem ra, có lẽ Vạn La Đế Thành hướng ra, không đáng kể chút nào, đã như vậy, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần lại xuất hiện. Nói đến đây, Tiêu Phàm trong tay bỗng xuất hiện một mai hạt châu màu xám. Ngay sau đó lách mình hướng về cái kia trong phế tích cung điện bay đi. Dừng tay, cũng đúng lúc này, chân trời một tiếng hét giận dữ truyền đến, lại là hướng thiên la bỗng một quyền đẩy lui kình thiên, lấy cấp tốc hướng về Tiêu Phàm vào tới. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, vẻn vẹn hai cái thời gian hô hấp, liền đến Tiêu Phàm thân thân, một quyền hung hăng hướng về Tiêu Phàm đập tới. Tiêu Phàm phản ứng không chậm, hắn tựa như đã sớm dự kiến đến kết quả như vậy. Lăng không đạp mạnh, thân thể giống như khinh yến đồng dạng bắn ra. Cùng lúc đó, kình thiên đuổi tới, xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, chặn lại hướng thiên la công kích. Tộc trưởng, không có sao chứ? Kình thiên sắc mặt âm trầm hướng về đối diện hướng thiên la, cũng không quay đầu lại hỏi. Không có việc gì, Tiêu Phàm khoát khoát tay cười cười, đi đến kình thiên một bên, ngoạn vị nhìn xem đối diện hướng vạn đạo, nói, hướng thiên la. Người khẩn trương như vậy làm cái gì? Hướng thiên la sắc mặt hết sức âm trầm, con người nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn xem ra Tiêu Phàm trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng Tiêu Phàm trên mặt một mực mang theo nụ cười, nhìn hướng thiên la tê cả ra đầu. Chẳng lẽ hắn thực phát hiện,
Hướng Thiên La thầm nghĩ trong lòng, ngưng trọng hết sức, chỉ bất quá mặt ngoài một mực 10 điểm bình tĩnh, nói Tiêu Phàm, diệt ta Hướng ra mối thù, lão hủ không giết ngươi thể không bỏ qua. Hướng Vạn Đạo thời điểm chết, ngươi có vẻ như đều không có tức giận như thế a. Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng, không khỏi vì Hướng Thiên La cảm thấy buồn cười. Hướng Thiên La tâm tư, Tiêu Phàm một lần liền đoán được, hắn chẳng qua là nghĩ ra vẻ phẫn nộ, chuyển di nội tâm lo lắng mà thôi. Đáng tiếc, Tiêu Phàm sớm liền phát hiện phía sau hắn cung điện bí mật bên trong, há lại sẽ bị hắn ấn tượng. Nếu ta đoán không lầm, phía sau ngươi đồ vật, mới là ngươi Hướng ra căn bản a. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng nói, trong giọng nói đều là chắc chắn ý tứ. Chẳng lẽ, Kình Thiên nghe vậy, ánh mắt hơi hơi lóe lên, cũng trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, ngay sau đó cho Tiêu Phàm truyền âm nói, tộc trưởng, ngươi là nói, bên trong cung điện kia chính là Hướng ra thánh đế thế giới. Có phải hay không thánh đế thế giới ta không biết, nhưng nhất định là Hướng ra chỗ căn bản, Hướng ra cường giả chân chính, khả năng đều đang bên trong. Tiêu Phàm 10 điểm khẳng định nói. Chẳng lẽ là thánh đế thế giới cửa vào? Kình Thiên nghi ngờ hỏi, ngay sau đó lại lắc đầu, không đúng, nếu như là thánh đế thế giới cửa vào, cái kia coi như hủy đi cái này cửa vào, cũng có thế giới chi tâm, chỉ cần Hướng Thiên La có được thánh đế thế giới chi tâm, cũng có thể tùy ý truyền tống. Vậy vì sao chúng ta tiêu diệt Hướng ra cái kia thánh đế thế giới cường giả còn chưa có đi ra đây? Tiêu Phàm hỏi ngược lại. Kình Thiên lập tức không biết nói gì. Trong lòng cũng không ngừng rơi vào trầm tư. Nếu ta đoán không lầm, bên trong cung điện kia, hẳn không phải là cái gì thánh đế thế giới, mà là Hướng ra lịch đại chết đi thánh đế cường giả thế giới dung hợp mà thành một cái cổ địa cửa vào, hoặc là, cũng có thể xưng là tổ địa. Tiêu Phàm ngữ khí hết sức trịnh trọng. Trong đầu của hắn hồi tưởng lại ban đầu ở Diệp gia tiến vào Diệp gia tổ địa tình hình, chỉ là Diệp gia tổ địa bên trong đã 10 điểm suy tàn, không có những cường giả khác tồn tại. Nhưng Hướng ra cổ địa, là vô cùng có khả năng tồn tại chân chính thánh đế cảnh cường giả chấn giữ. Khả năng này rất lớn. Kình Thiên ánh mắt hơi sáng, 10 điểm khẳng định nói, đã từng ta từng tiến vào một cái thua đế tộc tổ địa, nguyên bản ta cho rằng cái kia đế tộc sớm đã diệt tuyệt, không nghĩ tới trong tổ địa đã có rất nhiều cường giả, may mà ta chạy nhanh, nếu không khả năng liền lưu tại cái kia đế tộc trong tổ địa. Tiêu Phàm cùng Kình Thiên hai người tâm niệm giao lưu rất nhanh. Cũng liền một hai cái thời gian hô hấp. Đối diện Hướng Thiên La nghe được Tiêu Phàm lời nói, cơ thể hơi chấn động, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, đừng ép người quá đáng, thật sự cho rằng ta Hướng ra dễ khi dễ sao? Nếu là Hướng ra dễ khi dễ mà nói, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như nước, tựa như đang cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện phiếm một dạng. Hướng Thiên La không minh bạch Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn cũng biết Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, vừa vặn hừ lạnh nói, ngươi muốn như thế nào? Ta liền biết, Hướng tiền bối hẳn là một cái người biết chuyện. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trực tiếp nở nụ cười, ánh mắt quét mắt cả tòa Vạn La Đế Thành, ngay sau đó cười nói, cho ta mượn bách vực làm sao? Cho ta mượn bách vực làm sao? Tiêu Phàm bình thản ngữ, dường như sấm sét vang vọng toàn trường. Rất nhiều người trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, còn cho rằng mình nghe lầm. Mượn ngươi bách vực, ngươi nha thật đúng là dám nói, Vạn La Đế vực mặc dù danh xưng bách vực đế vực, thế nhưng chưa hẳn thật sự có 100 địa vực đây. Ngươi một câu liền muốn Vạn La Đế vực cho ngươi mượn 100 đế vực, chẳng phải là muốn đem Vạn La Đế vực cùng cấp dưới địa vực đều cho ngươi. Nói như vậy, còn không bằng trực tiếp nói thẳng, kể từ hôm nay, ngươi Hướng ra xéo đi. Vạn La Đế vực là của ta. Hướng Thiên La sắc mặt tái xanh hết sức, lại không phía trước vẻ đạm nhiên, hắn biết rõ, Tiêu Phàm là không chuẩn bị buông tha Hướng ra. Tiêu Phàm, người cũng không nên sai lầm. Hướng Thiên La híp hai mắt, sát quang lấp lóe. Sai lầm, Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, nói, là ngươi muốn hỏi ta làm sao, ta chỉ bất quá sách yêu cầu của ta mà thôi, ngươi rất không cần phải đáp ứng, chúng ta dùng nắm đấm nói chuyện là được. Nói lời này thời khắc, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm Hướng Thiên La, muốn từ Hướng Thiên La trên người nhìn ra vài thứ. Hướng Thiên La nghe được Tiêu Phàm lời nói, nắm đấm hơi hơi một nắm, tựa như làm xong liều mạng tư thế. Một cái này động tác thật nhỏ, Tiêu Phàm nhìn rõ rõ ràng ràng,
hắn cũng càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng, xem ra, hướng ra cái này cửa vào còn không có đả thông, hoặc là, hướng ra tổ địa bên trong người, tạm thời còn không cách nào đi ra. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lá gan cũng lớn rất nhiều, trực tiếp nói, Kình Thiên, tất nhiên hắn không đáp ứng, vậy ngươi dạy hắn làm một chút người. Là, Kình Thiên gật gật đầu, trên người cổ động khí tức mạnh mẽ, hướng về hướng Thiên La đánh giết đi. Hướng Thiên La sầm mặt lại, hắn cũng biết, hôm nay không có đường lui nữa. Tiêu Phàm bảo là muốn mượn bách vực, không phải liền là muốn đem hướng ra từ nơi này đuổi đi ra sao? Nếu như đáp ứng, hướng ra liền phải rời đi, cái kia bên trong cung điện này lối vào khẳng định sẽ bị bại lộ. Mà không đáp ứng, Tiêu Phàm hơn phân nửa cũng sẽ triệt để hủy đi tòa cung điện này, đồng dạng sẽ để cho hướng ra cố gắng công lao hủy hết. Hai loại lựa chọn đối với hướng Thiên La mà nói, kết quả cơ hồ là giống nhau. Đã như vậy, hướng Thiên La tự nhiên biết rõ lựa chọn loại nào. Tất nhiên ngươi muốn chết, bản tôn thành toàn ngươi, cho dù hủy diệt ta hướng ra tổ địa cửa vào lại như thế nào, không bao lâu, ta hướng ra nhất định huyết đạp thiên võ cổ vực. Hướng Thiên La tức giận nói, nếu như cũng đã ngả bài, vậy cũng không cần thiết quá nhiều cố kỵ, có Kình Thiên xuất thủ, Tiêu Phàm muốn hủy đi tòa cung điện này, thực sự quá dễ dàng. Chỉ là tổ địa lối vào sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, hiển nhiên là không quá không tin. Mặc dù tổ địa lối vào mở ra hết sức khó khăn, cần tiêu phí cái giá rất lớn cùng tâm huyết, nhưng là không cần thiết để hướng Thiên La như thế giữ gìn. Dù sao, chỉ cần cái kia tổ địa thế giới chi tâm ở, bọn họ đại khái có thể đi địa phương khác mở ra một cái cửa vào. Nhìn thấy đối diện hướng Thiên La thần sắc không động, Tiêu Phàm lại nói, nếu ta đoán không lầm, hẳn là ngươi hướng ra tổ địa còn chưa chân chính thành hình, nói cách khác, thế giới chi tâm cũng hẳn là còn ở bên trong cung điện này, hơn nữa các ngươi không cách nào thời gian ngắn di động a. Lời này vừa nói ra, hướng Thiên La thân thể rõ ràng khẽ run lên, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Hiển nhiên, Tiêu Phàm đã đoán đúng, theo Tu La truyền thừa bên trong ghi chép, tổ địa hình thành, có thể là một cái thế giới, cũng có thể là nhiều cái thế giới dung hợp. Nhưng bất kể như thế nào, đều có một điểm giống nhau, tổ địa muốn thánh đế cảnh cường giả không nhận áp chế, để cái thế giới này trở thành vô hạn khả năng, nhất định phải để thế giới chi tâm chậm rãi dung hợp trong tổ địa. Quá trình này rất chậm chạp, không được xuất hiện một chút xíu sai lầm, bằng không mà nói sẽ thất bại trong gang tấc. Thậm chí để tổ địa bên trong sinh linh hủy diệt. Tiêu Phàm, chó cấp bách còn muốn nhảy tường, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng thiên võ cổ vực người đâu? Bị Tiêu Phàm xem thấu tâm tư, hướng Thiên La cũng không còn bảo lưu. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, duy nhất có thể làm được, chính là dùng thiên võ cổ vực đến uy hiếp Tiêu Phàm. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo. Ngươi có thể cho rằng là... Nhìn thấy Tiêu Phàm nổi giận, hướng Thiên La ngược lại nở nụ cười, hắn biết rõ, bản thân rốt cục bắt được Tiêu Phàm uy hiếp. Đáng tiếc, nhưng ngươi thất vọng rồi. Tiêu Phàm cười lạnh nói, ngay sau đó khoát khoát tay, Kình Thiên thấy thế, biến thành Tu La chi thể, nhào về phía hướng Thiên La. Hướng Thiên La sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm hoàn toàn không nhận hắn uy hiếp, chẳng lẽ hắn liền thực không lo lắng cho mình thân hữu tử vong sao? Tiêu Phàm, bản tôn định nhường ngươi hối hận không kịp. Hướng Thiên La tức giận gào thét, có thể Kình Thiên công kích đã tới phụ cận. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Hướng Thiên La bị Kình Thiên một quyền đánh bay ra ngoài, tức giận thanh âm vang vọng thiên vũ. Tiêu Phàm thấy thế, trong tay áo thời không thiên châu lần nữa hiện lên, hắn đứng ở đó cũ nát cung điện trên không, hai mắt nhắm lại cảm thụ được, linh hồn chi lực lan tràn ra. Hô hấp về sau. Tiêu Phàm trong đầu lập tức hiện ra một cái mênh mông tinh thần, bên trong tản ra mấy cỗ khí tức mạnh mẽ, để Tiêu Phàm đều một trận kinh hãi không thôi. Chỉ bất quá, ngôi sao kia giờ phút này đang đứng ở phong bế trạng thái, bên trong sinh linh, căn bản liền ra không được. Lão sư đem thời không thiên châu giao cho ta, chẳng lẽ là sớm liền nghĩ đến một ngày này sao? Tiêu Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, âm thầm trầm ngâm nói. Ngay sau đó, Tiêu Phàm thúc giục thời không thiên châu lực lượng, một lần này, thời không thiên châu cùng bình thường khác biệt, cũng không có tản ra hào quang màu xám. Mà là sinh ra từng đạo gió lốc, không ngừng cắt hư không lập tức xuất hiện một đạo không gian thật lớn khe hở. Không gian liệt phùng vô cùng nhỏ bé,
nhưng trong bên cạnh lại là tràn ngập ra một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, để Tiêu Phàm đều cảm giác được một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Thời không, mở, Tiêu Phàm một tiếng buồn bực hống, thời không thiên châu phía trên hắc sắc gió lốc càng ngày càng mạnh, hư không khe hở càng lúc càng lớn. Vạn La Đế thành đại địa bắt đầu vỡ nát, trong phế tích cung điện càng là hóa thành bột mịn, Tiêu Phàm càng là nhìn thấy, một khỏa ngôi sao to lớn hiện lên ở không gian liệt phùng. Trục xuất, Tiêu Phàm lần nữa khẽ quát một tiếng, chỉ một thoáng, cái kia không gian liệt phùng lập tức sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, đem hướng ra tổ địa tinh thần hút vào trong đó. Trời cao hướng Thiên La thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc biết Tiêu Phàm vì sao không có sợ hãi, dĩ nhiên là muốn đem hướng ra tổ địa trục xuất vào vô ngần hư vô. Kể từ đó, hướng ra coi như muốn báo thù, đoán chừng cũng phải tiêu phí thời gian rất dài. Dù sao, muốn từ hư vô trở về, cũng không phải một hai năm có thể làm được. Đến lúc đó, lấy Tiêu Phàm thiên phú, đoán chừng cũng đã đột phá tầng thứ cao hơn, hướng ra muốn báo thù, cơ hồ không có bất cứ hy vọng nào. Nghĩ vậy, hướng Thiên La nơi nào còn dám cùng Kình Thiên một trận chiến, cơ hồ không muốn sống một dạng phóng tới cái kia không gian liệt phùng bên trong, muốn ngăn cản hướng ra tổ địa bị không gian liệt phùng trục xuất. Chạy đi đâu, Kình Thiên gầm thét một tiếng, công kích càng hung mãnh hơn lên, ngăn cản hướng Thiên La hướng về không gian liệt phùng tới gần. Bất quá, hướng Thiên La cũng là liều mạng, thực lực càng hơn mấy phần, rất nhanh liền xông vào không gian liệt phùng. Kình Thiên cũng không có đuổi theo, mà là đứng ở trước mặt Tiêu Phàm, cười nói, tộc trưởng, kế hoạch thành công. Kế hoạch, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không hiểu được. Người phối hợp tốt, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Nói xong, Tiêu Phàm quanh thân thần lực cổ động, khí thế bỗng tăng vọt mấy phần, không gian liệt phùng hỏng mất tốc độ tăng tốc, khắp nơi nhìn tới, một mảnh đen kịt. Đồng thời, cỗ kia không gian thôn vệ lực lượng trong nháy mắt tăng cường, hướng ra tổ địa bị tốc độ cắn nuốt tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Vừa mới toàn lực ngăn chặn hướng ra tổ địa bị thôn vệ hướng Thiên La sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tức giận gào thét, Tiêu Phàm, người tên tiểu tạp chủng này, dám gạt ta. Lừa gạt đúng là ngươi cái này lão tạp mao. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười to. Trước đó, Tiêu Phàm cố ý xé mở hư không liệt phùng, thôn vệ hướng ra tổ địa, muốn đem hướng ra tổ địa trục xuất vào khác một vùng không gian bên trong. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không dùng toàn lực, đến mức thôn vệ là tốc độ rất chậm, hướng Thiên La cho rằng dựa vào thực lực của mình, có thể ngăn cản Tiêu Phàm một cử động kia. Nhưng hắn không biết là, tất cả những thứ này chỉ là Tiêu Phàm cố ý làm như vậy, nếu như không dạng này, hướng Thiên La tự biết không cách nào cứu vãn hướng ra tổ địa, tuyệt đối sẽ không xông vào không gian liệt phùng bên trong. Mà lấy Kình Thiên thực lực, nhất định là không để lại hướng Thiên La, dù sao hướng Thiên La dù sao cũng là thánh đế cảnh trung kỳ tu vi. Một khi hướng Thiên La chạy trốn, thiên võ cổ vực coi như xui xẻo, Kình Thiên cũng không khả năng thời khắc bảo vệ Tiêu Phàm bên người từng cái thân hữu. Biện pháp duy nhất, chính là liên thông hướng Thiên La cùng một chỗ trục xuất, kể từ đó, liền có thể vĩnh trừ hậu hoạn. Về phần hướng ra cùng hướng Thiên La lúc nào ngóc đầu trở lại, Tiêu Phàm cũng không để bụng, thời không thiên châu trục xuất thời không, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể về đến. Chờ bọn hắn trở về, Tiêu Phàm cũng chắc chắn sẽ không dậm chân tại chỗ, đến lúc đó đối mặt hướng ra cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lần nữa thêm một phần lực, chỉ thấy cái kia không gian liệt phùng đều trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Thời không trục xuất, giờ phút này, Vạn La Đế thành xa xa một tòa cung điện phía trên, đứng đấy một cái bạch bào thanh niên, khi hắn nhìn thấy xa xa không gian liệt phùng lúc, con người hơi hơi co rụt lại. Bạch bào thanh niên không phải người khác, chính là Diệp Khuynh Thành. Thời khắc này Diệp Khuynh Thành, trên người tản ra một cỗ hư vô phiêu miểu khí tức, so với mấy năm trước đó, hiển nhiên lại mạnh hơn không ít. Bất quá, khi biết được Tiêu Phàm đến diệt hướng ra thời điểm, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, ngược lại liền đứng ở chỗ này quan sát. Đột nhiên, Diệp Khuynh Thành đôi mắt run lên, nhìn chằm chằm phiến kia thời không liệt phùng bên trong. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm cũng là sắc mặt hơi hơi trầm xuống, chỉ thấy cái kia thời không liệt phùng bên trong, đen kịt bên trong, vậy mà lộ ra một đạo màu xám cho ánh sáng. Cái kia ánh sáng, cho người ta một loại 10 điểm đáng sợ cảm giác, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy linh hồn đều có chút phát run.
đó là địa phương nào? Tiêu Phàm trong lòng mãnh liệt giật mình, đạt tới dạng này cảnh giới, đã có rất ít chuyện nhường hắn thất thố như vậy. Ha ha, lão tử rốt cục trốn ra được. Cũng đúng lúc này, cái kia thời không lôi phong bên trong bỗng chuyển đến một đạo ngửa mặt lên trời cười to thanh âm, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy một đạo tử sắc lưu quang, điên cuồng từ thời không liệt phùng bên trong vọt ra, tựa như con cá đi ngược dòng nước. Tiêu Phàm bọn họ thấy một màn như vậy, kinh hãi không thôi, phải biết, liền hướng thiên la đều không thể từ thời không liệt phùng bên trong trốn tới a. Cái kia tử sắc lưu quang, rõ ràng chỉ là một cái linh hồn mà thôi, nhưng hắn vậy mà không nhìn thời không liệt phùng lực lượng hủy diệt, từ thời không liệt phùng bên trong trốn thoát. Người khác có lẽ không biết cái kia tử sắc lưu quang là từ đâu trốn ra được, nhưng Tiêu Phàm lại là biết rõ, tử sắc lưu quang chính là từ cái kia màu xám cho sáng ngời bên trong trốn ra được. Cái này khiến Tiêu Phàm tuyệt phải không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cái kia màu xám sáng ngời bên trong, là một cái thế giới khác sao? Cũng liền ở Tiêu Phàm thất thần một sát na kia, thời không liệt phùng bên trong cái kia tử sắc lưu quang, trên người tán phát khí tức chậm rãi yếu xuống. Một cỗ mạnh mẽ linh hồn ba động quét sạch mà ra, sau đó trong nháy mắt khóa chặt ở Tiêu Phàm trên người. Muốn chết, một bên Kình Thiên sắc mặt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, liền một trường hướng về cái kia tử sắc lưu quang đánh tới. Đồng thời, Kình Thiên một bước tiến lên, ngăn tại Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Kình Thiên một cái, trong lòng có chút ấm áp, hắn không nghĩ tới Kình Thiên ở thời khắc nguy cấp này, vậy mà trước tiên nghĩ đến bảo vệ mình. Nho nhỏ thánh đế tiền kỳ, cũng dám ngăn cản lão tử. Chỉ thấy cái kia tử sắc lưu quang bên trong truyền ra một đạo khinh thường thanh âm. Tiêu Phàm đám người nghe vậy, còn tưởng rằng cái kia tử sắc lưu quang cường đại dường nào, thậm chí ngay cả thánh đế cảnh đều không để trong mắt. Nhưng mà, để bọn hắn mắt trợn tròn chính là, cái kia tử sắc lưu quang đang đến gần Kình Thiên thủ ấn thời khắc, đột nhiên ra tốc tránh đi giấu tay công kích. Sau đó tại hư không xẹt qua một đạo đường cong, đi vòng Kình Thiên, vọt thẳng vào Tiêu Phàm trong mi tâm. Tốc độ nhanh chóng, liền Tiêu Phàm không kịp phản ứng. Cút ra đây, Kình Thiên không nghĩ tới cái kia tử sắc lưu quang âm hiểm như thế xảo trá, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, kém chút một bàn tay vỗ xuống đi. Bất quá nhìn thấy tử sắc lưu quang xông vào Tiêu Phàm mi tâm thời khắc, hắn vội vàng ngừng thân hình, nếu là giết Tiêu Phàm, tội lỗi của hắn nhưng lớn lắm. Lão Tam, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người kinh hô một tiếng, nhanh chóng vọt lên. Ha ha, Tiêu Phàm, không cần bản tôn giết ngươi, ngươi cũng sống không nổi, chờ bản tôn trở về, tất diệt ngươi cửu tộc. Một đạo cười như điên thanh âm từ cái kia thời không liệt phùng bên trong truyền ra. Từ tử sắc lưu quang xông vào Tiêu Phàm mi tâm một sát na kia, thời không liệt phùng liền bắt đầu khép kín, hướng ra tổ địa cùng hướng thiên la tất cả đều lâm vào thời không liệt phùng bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Chỉ một lát sau thời gian, thời không liệt phùng liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như không có cái gì phát sinh một dạng. Bất quá Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ lại là cực kỳ không bình tĩnh, ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người. Kình Thiên tiền bối, cho ta phòng ấn lão tam. Nam Cung Tiêu Tiêu thông hai mắt đỏ, tức giận nói, đồ hỗn trướng, dám hại lão tam, ta nhất định đòi mạng ngươi. Kình Thiên nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, vì Nam Cung Tiêu Tiêu quyết đoán cảm thấy kinh ngạc. Ngay sau đó đi đến Tiêu Phàm trước người, đánh vào từng đạo phong ấn, trực tiếp phong ấn Tiêu Phàm tu vi. Đám người đem Tiêu Phàm thủ hộ ở trung ương, lẳng lặng chờ đợi kết quả. Giờ phút này, Tiêu Phàm không gian ý thức bên trong, một đạo tử sắc lưu quang không ngừng công kích tới Tiêu Phàm linh hồn bản thể, đáng tiếc căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chơi chán không, Tiêu Phàm thanh âm lạnh như băng vang lên, linh hồn bản thể mở hai mắt ra. Trong mắt đều là khinh thường. Tử sắc lưu quang chấn động một cái, sau đó biến thành một đạo áo bào tím thân ảnh, đó là một cái áo bào tím lão đầu, trên mặt lộ ra hèn mọn, xem xét liền không giống như là người tốt lành gì. Linh hồn miễn dịch năng lực, làm sao có thể? Áo bào tím lão đầu kêu sợ hãi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Lại là lời giống vậy, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Trước đây không lâu tu la tộc thập thất tổ muốn đoạt xá nhục thể của hắn, lại cuối cùng đều là thất bại.
không nghĩ tới hôm nay lại gặp gỡ một cái không biết từ chỗ nào mảnh thời không bên trong trốn ra được người, cũng muốn đoạt xá bản thân, đây không phải muốn chết sao? Cái trước cùng ngươi nói loại lời này người, đã chết. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, sát cơ thoáng hiện. Áo bào tím lão đầu nghe được lời nói của Tiêu Phàm, dọa đến lui ra phía sau mấy bước, ngay sau đó trên mặt lập tức bồi lên nụ cười, tiểu lão đệ, ta chỉ là cùng ngươi nói đùa, ta đây liền rời đi, liền rời đi. Dứt lời, áo bào tím lão đầu quay người liền chuẩn bị rời đi Tiêu Phàm không gian ý thức. Tiêu Phàm bị tử bào lão giả lời nói lôi không nhẹ, lão nhân này, quả nhiên không phải bình thường hèn mọn, hơn nữa còn tương đối vô lại. Bất quá, Tiêu Phàm há lại sẽ nhường hắn dễ dàng như thế rời đi. Nội tâm của hắn cũng tràn ngập tò mò, cái này áo bào tím lão đầu không biết từ chỗ kia đi ra, nếu như có thể từ trong miệng hắn kéo đi ra ít đồ đến, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đây cũng là Tiêu Phàm không có lập tức xuất thủ diệt đi áo bào tím lão đầu nguyên nhân. Người tới là khách, nếu đã tới, vậy liền tạ ở vài ngày a. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không gian ý thức lập tức xuất hiện vô số thần văn, khóa lại toàn bộ không gian ý thức. Áo bào tím lão đầu bị từng đạo thần văn đánh bay mà quay về, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Tiêu Phàm thấy thế, đã đôi áo bào tím lão đầu thực lực có chỗ lường được, âm thầm trầm ngâm nói, lão già này linh hồn chạy ra thời không liệt phùng, đoán chừng là nhận lấy thời không chi lực nghiền ép, lực lượng linh hồn bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, bây giờ chỉ có thánh đế cảnh tiền kỳ lực lượng linh hồn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nội tâm buông lỏng không ít, lấy hắn bây giờ linh hồn chi lực, chỉ ít ứng phó một cái thánh đế cảnh tiền kỳ linh hồn, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu lão đệ, ngươi nhiệt tình như vậy, lão ca ca có thể chịu không được a? Áo bào tím lão đầu cười ha ha, một bộ nhiệt tình dáng vẻ. Tiêu Phàm ngoạn vị đánh giá cái này áo bào tím lão đầu, đột nhiên tâm thần chấn động, thần sắc hơi hơi nghiêm một chút nói, trên người ngươi có long tộc khí tức, ngươi không phải nhân tộc người. Không phải, ta liền là nhân tộc. Áo bào tím lão đầu thật giống như bị đã dẫm vào cái đuôi, vội vàng đáp, ngươi xem nơi này, nhìn nơi này, ta chỗ nào không phải nhân tộc. Áo bào tím lão đầu một bên nói, một lần chỉ thân thể của mình bộ vị, giả dạng làm một bộ rất manh dáng vẻ. Tiêu Phàm thấy thế, kém chút đem bữa cơm đêm qua cho phun tới, cái này áo bào tím lão đầu có vẻ như cũng thật tài tình. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cổ cuồng bạo khí thế hướng về áo bào tím lão đầu nghiền ép đi, 3000 cổ pháp trực tiếp ở không gian ý thức bên trong thi triển. Một sát na kia, áo bào tím lão đầu hơi sững sờ, ngay sau đó hai mắt trở nên mê mang, thân thể của hắn cũng bỗng phát sinh biến hóa. Ngang một tiếng rồng gầm rung trời, áo bào tím lão đầu thân thể khói tím lượn lờ, sau đó chậm rãi biến hóa, thân thể trở nên bắt đầu mơ hồ. Ngay sau đó, tử khí nhanh chóng ngưng tụ. Một khỏa to lớn tử sắc long đầu hiển lộ mà ra, mặt mũi dữ tợn, bá khí hết sức, giống như một tòa ma nhạc đồng dạng, cuồn cuộn đến cực điểm. Trên người tím vảy màu vàng kim càng là chiếu lấp lánh, giống như tuyệt thế bảo giáp, ẩn chứa lực lượng vô địch, 10 điểm dụ người chói mắt. Cặp kia giống như ngôi sao con người tản ra ánh sáng nóng rực, quan sát phía dưới, tràn đầy hờ hững. Tiêu Phàm thấy thế, cũng nhịn không được hít một hơi lạnh. Chỉ từ cái này long đầu lớn nhỏ đến xem, cái này từ kim thần long, đoán chừng chí ít cũng dài đạt vạn dặm. Vạn dặm thần long, Tiêu Phàm nhìn không được hít một hơi lạnh, bị cái này áo bào tím lão đầu địa vị cho khiếp sợ đến. Phải biết, một dạng thần long, cũng liền hàng trăm hàng ngàn trượng lớn nhỏ, đã có thể xưng vật khổng lồ. Nhưng mà cái này áo bào tím lão đầu biến hóa hơn vạn dặm thần long, tuyệt đối là tuyệt thế vật hiếm thấy. Thiên địa có lẽ cũng độc nhất vô nhị. Danh con, ngươi dám âm ta. Cũng liền ở Tiêu Phàm chờ lấy áo bào tím lão đầu trở thành nguyên hình thời khắc, cái kia to lớn tử kim long đầu bỗng biến mất, áo bào tím lão đầu lại khôi phục nhân dạng, vẻ mặt tức giận nhìn xem Tiêu Phàm. Nguyên lai ngươi là thực sự là long tộc, Tiêu Phàm không hề bị lay động, trong lòng lại là có chút tiếc hận, nếu như lão nhân này nhục thân vẫn còn, vậy hắn ngược lại là có thể thu thập một loại cường đại thần huyết. Bây giờ áo bào tím lão đầu chỉ còn lại có linh hồn, muốn khôi phục nhục thân, đoán chừng cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Long tộc lại như thế nào? Áo bào tím lão đầu trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo, nhìn chăm chú hướng về Tiêu Phàm nói, vừa rồi ngươi sử dụng 3000 thế giới,
là Loạn Cổ tiểu tử kia cổ pháp. À, ngươi biết Loạn Cổ đại đế? Tiêu Phàm âm thầm giật mình, 3000 thế giới xác thực cùng Loạn Cổ đại đế có quan hệ, hơn nữa rất nhiều nhận biết Loạn Cổ đại đế người cũng đều biết đây là hắn thành danh cổ pháp. Nhưng cái này áo bào tím lão đầu lại là từ đâu biết được đây? Hơn nữa, hắn vậy mà xưng hô Loạn Cổ đại đế là tiểu tử, nghe ngữ khí của hắn, không có bất kỳ làm bộ nào ý nghĩa, chẳng lẽ hắn so Loạn Cổ đại đế còn cường đại hơn? Chó má Loạn Cổ đại đế, chỉ bất quá một cái tự cho là đúng tiểu tử mà thôi. Áo bào tím lão đầu phun một bãi đờm, tức giận nói, ta khuyên ngươi tốt nhất thả bản tôn rời đi, bằng không, Loạn Cổ tiểu tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, cái này áo bào tím lão đầu, đoán chừng là coi hắn là thành Loạn Cổ đại đế người thừa kế. Hắn cũng không tức giận, ngược lại 10 điểm bình tĩnh nói, ta nhớ được Loạn Cổ đại đế bị phong ấn ở một chỗ trong thời không, ngươi chẳng lẽ cũng đến từ vùng không gian kia. Lão đầu ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Áo bào tím lão đầu nâng lên cao ngạo đầu, trực tiếp nghiêng về một bên. Hiện tại ngươi có thể nói a? Tiêu Phàm ngữ khí bỗng sững sờ, ước lượng lấy tay phải, cười lạnh nói. Ở trong tay phải của hắn, thời không thiên châu tản ra một trận huyền diệu năng lượng, chung quanh không gian ý thức đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thời không thiên châu, áo bào tím lão đầu hú lên quái dị, dọa đến lui về phía sau mấy bước, trên mặt vậy mà lộ ra một tia vẻ sợ hãi, ngươi là thời không lão đầu cái gì người? Thời không lão đầu, Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, trong đầu lại là hiện lên Bác lão dung mạo. Âm thầm buồn bực nói, chẳng lẽ đây mới là lão sư thân phận chân chính? Không đợi Tiêu Phàm trả lời, áo bào tím lão đầu vừa tiếp tục nói, cũng đúng, thời không thiên châu đều trong tay ngươi, ngươi nhất định là thời không lão đầu đồ đệ. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ta cũng xem như ngươi sư. Ân, sư huynh, chúng ta cũng tính không đánh nhau thì không quen biết, hiện tại ngươi có thể thả ta rời đi. Áo bào tím lão đầu tự lo không xong nói ra. Tiêu Phàm lại là có chút không tin, chí ít, để cho hắn thả áo bào tím lão đầu rời đi, đó là không có khả năng. Nói đi, ngươi tên gì, đến cùng đến từ chỗ nào? Tiêu Phàm ngữ khí ôn hòa nói, nhưng là trong tay thời không thiên châu lại là tản ra khác thường chấn động, âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể cho ngươi từ nơi đó đi ra, hẳn là cũng có thể đem ngươi đưa trở về lại. Lời này nhưng làm áo bào tím lão đầu dọa cho phát sợ, vội vàng nói, ta gọi Tử Như Huyết. Đến từ vĩnh hằng phóng trục không gian, ta thật không có hại ngươi chi tâm, chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Vĩnh hằng phóng trục không gian, Tiêu Phàm trong lòng ngâm khẽ, về phần cái này áo bào tím lão đầu không có hại hắn chi tâm, Tiêu Phàm là sẽ không tin tưởng. Chẳng lẽ hắn là đánh bậy đánh bạ xông vào không gian ý thức của mình sao? Nếu như mình không có linh hồn miễn dịch năng lực, có lẽ hiện tại đã bị hắn đoạt xá rồi a hát. Vĩnh hằng phóng trục không gian là địa phương nào? Tiêu Phàm cũng không tức giận, mà là muốn từ Tử Như Huyết trong miệng đạt được càng nhiều tin tức hơn. Tử Như Huyết nghe vậy, hơi sững sờ, kinh ngạc nói, người vậy mà không biết vĩnh hằng phóng trục không gian. Dứt lời, trong mắt của hắn lại là hướng về Tiêu Phàm trong tay thời không thiên châu, rõ ràng có chút không tin. Tiêu Phàm cười cười, nói, lão sư ta không có nói cho ta những cái này, nhưng không trở ngại ta tự đi biết. Từ Tử Như Huyết ánh mắt, Tiêu Phàm có thể đoán được, thời không thiên châu mới có thể tính cả Tử Như Huyết trong miệng vĩnh hằng phóng trục không gian, hơn nữa vô cùng có khả năng chỉ có thời không thiên châu mới có thể mở ra cái kia không gian lối vào. Tất nhiên thời không lão đầu không có nói cho ngươi, ta khuyên ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Tử Như Huyết nghĩ nghĩ, khó được 10 điểm chân thành nói. Tiêu Phàm lông mày khẽ nhíu một chút, cũng không có tiếp tục hỏi, mà là nói ra, đã như vậy. Vậy ngươi liền đợi ở ý thức của ta không gian bên trong a. Nói xong, Tiêu Phàm tâm thần trực tiếp lui ra không gian ý thức. Uy, chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút không được sao? Tiêu Phàm trong đầu truyền đến Tử Như Huyết thanh âm lo lắng. Phong cấm, Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng, vô số thần văn gào thét mà ra, hóa thành từng đầu dây sắt, trực tiếp đem Tử Như Huyết thân thể giam ở trong đó, hoàn toàn không thể động đậy. Ở trên miệng của hắn, cũng có một vệt sáng lấp lóe, cái này khiến Tử Như Huyết phiền muộn hết sức. Tiêu Phàm ngược lại là muốn từ Tử Như Huyết trong miệng biết càng nhiều tin tức hơn, nhưng Tử Như Huyết là tuyệt đối sẽ không phối hợp, Tiêu Phàm hiện tại cũng không có đầy đủ thời gian cùng hắn giày vò khốn khổ. Lấy thủ đoạn của hắn,
về sau có nhiều thời gian nhường hắn nói. Ân, tu vi của ta, Tiêu Phàm tâm thần vừa mới rơi vào trên thân thể, lại là phát hiện thân thể hoàn toàn không thể động đậy, sau đó nhìn về phía bên cạnh Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nói, lão nhị, các ngươi chơi cái gì? Ngươi là lão tam, Nam Cung Tiêu Tiêu thử thăm dò nhìn xem Tiêu Phàm nói. Thật 100%, Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn rốt cuộc minh bạch Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ vì sao phong ấn tu vi của mình, hiển nhiên là sợ hắn bị Tử Như Huyết đoạt xá. Nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu dáng vẻ, Tiêu Phàm biết rõ, bọn họ đoán chừng vẫn là chưa tin bản thân không có bị đoạt xá. Sau đó Tiêu Phàm từng cái nói ra mấy người một số bí mật, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ mới xác định Tiêu Phàm không việc gì. Lão Tam, cái kia đoạt xá ngươi linh hồn đây. Kình Thiên giải phong Tiêu Phàm tu vi, Nam Cung Tiêu Tiêu lại là lo lắng hỏi. So thập thất tổ kết quả chẳng tốt đẹp gì. Tiêu Phàm cười cười. Kình Thiên nghe vậy, lúc này mới hoàn toàn tin tưởng trước mắt Tiêu Phàm là chân chính Tiêu Phàm, dù sao, Tiêu Phàm linh hồn thế nhưng là liền thập thất tổ đều không làm gì được. Cái kia tử sắc lưu quang lực lượng linh hồn, cũng chỉ có thánh đế cảnh tiền kỳ tu vi mà thôi. Tộc trưởng, hướng ra phần lớn người bị diệt, hướng ra tổ địa bị trục xuất, cái này vạn la đế vực làm sao bây giờ? Thần thương bọn họ chạy tới mà nói, đoán chừng muốn hơn một tháng. Kình Thiên nhìn xuống phía dưới vạn la đế thành nói. Tiêu Phàm nhíu mày, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa một tòa cung điện. Hắn mới vừa rồi còn nhớ kỹ, tòa cung điện kia bên trên còn có một đạo thân ảnh quen thuộc, bây giờ lại không thấy. Diệp Khuynh Thành, Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ mấy chữ, đối Diệp Khuynh Thành thái độ cũng có chút buồn bực. Chí ít, Diệp Khuynh Thành từ khi đoạt được Diệp gia tiên tổ truyền thừa về sau, đã không có hoàn toàn thần phục hắn ý tứ, điểm này Tiêu Phàm không thể không phòng. Nếu như vừa rồi Diệp Khuynh Thành còn không hề rời đi, Tiêu Phàm không ngại để Diệp Khuynh Thành đại biểu hướng ra trưởng quản vạn la đế vực. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm lại là từ bỏ ý nghĩ này. Tất cả mọi người nghe, Tiêu Phàm tiếng truyền vạn la đế thành, nói từ ngày đó, vạn la đế vực cùng với cấp dưới bách vực thuộc sở hữu thiên võ cổ vực, người không phục, giết không tha. Người không phục, giết không tha. Cuồng bá thanh âm vang vọng vạn la đế thành trên không thật lâu không dứt. Vạn la đế thành tu sĩ vẻ mặt kinh ngạc, bên tai một mực quanh quẩn Tiêu Phàm lời nói. Cái này Tiêu Phàm chẳng lẽ điên rồi đi. Vạn la đế vực biết bao cuồn cuộn cùng cường đại, như thế nào nho nhỏ thiên võ cổ vực có thể hàng phục. Hắn sẽ không cho rằng tiêu diệt hướng ra, liền có thể hàng phục vạn la đế vực rồi a hát. Vẫn là quá non nớt. Hướng ra là vạn la đế vực đệ nhất gia tộc không sai, có thể mặt khác cường đại gia tộc cũng không ít, một mình hắn thực lực cường đại, cũng không đại biểu thiên võ cổ vực cũng mạnh. Hãy chờ xem, Tiêu Phàm lời nói, nhất định trở thành vạn la đế vực chê cười. Đám người xì xào bàn tán, tất cả mọi người không coi trọng Tiêu Phàm có thể thu phục vạn la đế vực. Cũng khó trách bọn hắn không tin, phải biết, vạn la đế vực thế nhưng là có được gần 100 địa vực a. Thiên võ cổ vực lại làm sao có thể ăn được đây? Một cái vạn la đế vực cũng đủ để cho ăn bể bụng thiên võ cổ vực, huống chi còn có gần 100 địa vực. Tiêu Phàm lại là không thèm quan tâm, quay người liền rời đi vạn la đế thành, cũng không có tiến về Diệp gia. Lão Tam, chúng ta cứ như vậy rời đi. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi theo Tiêu Phàm sau lưng. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, cái này cũng không giống như Tiêu Phàm làm người a. Tiêu Phàm không có trả lời, lúc này về sau, Tiêu Phàm ở đỉnh một ngọn núi ngừng lại. U Linh vệ số 9, bái kiến điện chủ. Lúc này, phía trước một đạo hắc ảnh hiện lên, cung kính quỳ một chân Tiêu Phàm trước người nói. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người kém chút nhịn không được xuất thủ diệt đạo hắc ảnh kia, khi nhìn thấy bóng đen quỳ xuống thời khắc, trên mặt mấy người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sự tình làm được làm sao? Tiêu Phàm ngữ khí bình thản nói. Bẩm báo điện chủ, ngày mai huyết u cổ vực, thương vân cổ vực đúng giờ quy thuận thiên võ cổ vực, mặt khác, huyền nguyệt cổ vực, tử dương cổ vực sẽ đúng giờ hủy diệt, người can đảm dám phản kháng, giết không tha. Bóng đen cung kính hồi đáp. A, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên biết rõ huyền nguyệt cổ vực cùng tử dương cổ vực cùng Tiêu Phàm có thù, có thể hai đại cổ vực cũng không phải bình thường cường hãn a. Bây giờ Tu La Điện có hủy diệt hai đại cổ vực lực lượng sao? Về phần huyết u cổ vực cùng thương vân cổ vực quy thuận,
Nam Cung Tiêu Tiêu ngược lại là 10 điểm bình tĩnh, huyết u cổ vực vốn là Tu La tộc, tự nhiên nghe Tiêu Phàm mệnh lệnh. Mà Thương Vân cổ vực, lại là hắn Nam Cung Tiêu Tiêu sư tôn luyện tâm tử cổ vực, lần trước Nam Cung Tiêu Tiêu tiến về man hoang cổ thành trước đó đi một chuyến Thương Vân cổ vực. Cứu luyện tâm tử bị trấn áp nhục thân không nói, cũng tiêu diệt Thương Vân cổ vực phân ra một số người, thừa cơ đã thu phục được Thương Vân cổ vực. Hai đại cổ vực tự nhiên có thể thần phục thiên võ cổ vực, cũng có thể đưa đến một chút chấn nhiếp tác dụng. Chấp hành a, Tiêu Phàm nhàn nhạt khoát tay một cái nói, ngữ khí 10 điểm bình tĩnh. Là, điện chủ, bóng đen cung kính hẳn là, sau đó lặng yên không tiếng động tại chỗ biến mất. A, Kình Thiên mấy người hơi kinh ngạc, bọn họ tự nhiên không biết bóng đen kia là như thế nào rời đi. Kình Thiên càng là minh bạch. Tiêu Phàm nói với hắn cái thanh kia hỏa là cái gì? Hủy diệt hướng ra, để vạn la đế vực loạn thành một bầy, gần 100 địa vực khẳng định cũng sẽ dục dịch, Tu La tộc cũng không ngoại lệ. Lúc này, Tu La tộc tuyệt đối sẽ không tình nguyện bình tĩnh, sẽ ra sức nghĩ đến tứ phương khuếch trương địa bàn. Nếu người nào tình nguyện an nhàn sinh hoạt, cái kia Tiêu Phàm cũng không để ý đem những người kia trục xuất Tu La tộc. Tộc trưởng thực sự là hảo thủ đoạn, hỏa luyện chân kim A. Kình Thiên trong lòng cảm khái, Tiêu Phàm chiêu này, có lẽ thực không chỉ có thể để Tu La tộc mau chóng hòa làm một thể, hơn nữa còn có thể gia tốc Tu La tộc quật khởi. Lão Tam, chúng ta bây giờ đi đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không phải là một an phận chủ, trên người chiến ý lặng yên dâng lên. Từ từ xem trò hay là được rồi. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nếu như ngươi cảm thấy không có ý nghĩa, có thể đi các đại cổ vực đi đi. Nửa tháng sau. Hướng ra bị diệt sự tình truyền khắp vạn la đế vực, tất cả mọi người là giật mình. Hướng ra chấp trưởng vạn la đế vực vài vạn năm, trong lúc đó cũng có lên xuống, có thể chưa từng có thay đổi rất nhanh, lại càng không cần phải nói diệt tộc. Tất cả mọi người trước tiên chính là không tin, dù sao, Tiêu Phàm chỉ là một cái nhân tài mới nổi, ngắn ngủi thời gian mấy năm, lại làm sao có thể làm gì được hướng ra đây. Nhưng mà cũng không lâu lắm, một tin tức khác theo sát mà đến. Huyền Nguyệt cổ vực, Tử Dương cổ vực, Thiên U vực 6 đại địa vực toàn bộ bị diệt, chấp trưởng gia tộc tức thì bị huyết đồ, theo sát, 6 đại địa vực thế lực khác toàn bộ hướng thiên võ cổ vực đầu hàng. Tin tức này vừa ra, so hướng ra bị diệt càng khiến người ta chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng mấy năm trước vẫn chỉ là phổ thông địa vực thiên võ vực, bây giờ vậy mà đã cường thế như vậy, hủy diệt các đại cổ vực liền tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Đám người cũng bắt đầu tin tưởng, hướng ra là bị Tiêu Phàm tiêu diệt, lý giải thiên võ cổ vực người biết rõ, Tiêu Phàm mới là bây giờ thiên võ cổ vực chủ nhân. Bây giờ, Tiêu Phàm cùng thiên võ cổ vực rốt cục thổ lộ hắn nanh vuốt cùng dã tâm. Vạn la đế vực cùng với cấp dưới địa vực, lập tức lòng người bàng hoàng, sợ Tiêu Phàm giết đến tận cửa. Bất quá cũng không ít thế lực căn bản không đem Tiêu Phàm cùng thiên võ cổ vực để ở trong mắt. Các đại thế lực cùng gia tộc bắt đầu hành động, cướp đoạt vạn la đế vực địa bàn. Đồng thời, một đám địa vực tầm đó cũng chiến tranh không ngừng, sát phạt không ngừng. Thậm chí, liền mặt khác đế vực thế lực cũng bắt đầu chinh phạt vạn la đế vực địa hạt, trong lúc nhất thời chiến hỏa liên thiên. Có thể nói, Tiêu Phàm cử động, nhất cử phá vỡ vạn la đế vực cùng chung quanh mấy đại đế vực bình tĩnh, liền tựa như một hòn đá ném vào một đầm nước đọng bên trong. Nổi lên không nhỏ gợn sóng. Bất quá, cũng có một chút thế lực cùng gia tộc mặc dù nhìn chằm chằm, nhưng cũng không có lựa chọn ra tay, mà là lựa chọn quan sát, chờ đợi vạn la đế vực phát triển xu thế. Những tin tức này, cũng nhanh chóng truyền đến huyết u cổ vực Tu La tộc trong tai, các đại chi mạch cũng đã bắt đầu dục dịch. Cái gì, tộc trưởng giết hướng vạn đạo, hơn nữa còn tiêu diệt hướng ra. Không chỉ hướng ra, còn có Huyền Nguyệt cổ vực. Tử Dương cổ vực, tất cả đều bị tộc trưởng tiêu diệt, bây giờ vạn la đế vực loạn thành một bầy, không phải là ta Tu La tộc quật khởi cơ hội thật tốt sao? Tu La tộc ẩn nhẫn trăm vạn năm, đã không thích hợp chém giết, không nên tham dự bậc này loạn thế phân tranh. Thả của ngươi dám chó, ta Tu La tộc cái nào một đời không phải loạn thế quật khởi. Sống chui nhủi ở thế gian, không phải ta Tu La tộc phong cách. Chờ xem, cái này loạn cục là hắn tạo thành. Những nơi khác khẳng định đều sẽ đem đầu mâu chỉ hướng ta Tu La tộc, chắc chắn cho ta Tu La tộc tạo thành tai họa ngập đầu. Như vậy lời nói, ở huyết u cổ vực các trong thành trì lớn vang lên,
phần lớn người cho rằng đây là Tu La tộc cơ hội vùng lên, nhưng số ít người vẫn như cũ cho rằng, đây là đem Tu La tộc hướng trong hố lửa đẩy. Có chút Tu La tộc chi mạch càng là hận lên Tiêu Phàm, đã bắt đầu chuẩn bị kỹ càng đường lui. Nhưng mà, không qua mấy ngày, lại có thứ nhất khiếp sợ tin tức truyền vào huyết u cổ vực Tu La tộc tu sĩ, cùng Vạn La đế vực cùng với cấp dưới bách vực tu sĩ trong tai. Cái gì? Huyết u cổ vực cùng Thương Vân cổ vực thần phục Thiên Võ cổ vực. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tin tức này không khác sấm sét giữa trời quang, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Huyết u cổ vực thế nhưng là Tu La tộc địa bàn A, làm sao có thể thần phục một cái nho nhỏ Thiên Võ vực đây? Phải biết, cho dù là Vạn La đế vực, cũng chưa từng để huyết u cổ vực khom lưng. Đạo này tin tức, có thể so sánh hướng ra bị diệt còn muốn cho người chấn kinh. Gần 100 địa vực tu sĩ toàn bộ đều trợn tròn mắt, không biết đây là ý gì. Rất nhiều người cho rằng, liền Tu La tộc đều thần phục Thiên Võ cổ vực, cái này cũng từ khía cạnh chứng minh Tiêu Phàm cùng Thiên Võ cổ vực cường thế. Nếu như cùng Thiên Võ cổ vực là địch, Huyền Nguyệt cổ vực cùng Tử Dương cổ vực chính là bọn họ tấm gương, kia liền là hủy diệt. Đám người thế mới biết, có lẽ Tiêu Phàm cùng Thiên Võ cổ vực đã sớm biết đám người sẽ không cam tâm tình nguyện thần phục Thiên Võ cổ vực. Cho nên trực tiếp giết gà dọa khỉ, tiêu diệt 6 đại địa vực, trong đó còn có 2 đại cổ vực. Chiêu này, liền tựa như một chuôi đại đao, treo ở các đại cổ vực thế lực đỉnh đầu, ép tới bọn họ không thở nổi. Bất quá huyết u cổ vực Tu La tộc người lại là tức giận không thôi, bọn họ mặc dù qua quen an nhàn thời gian, nhưng trong xương kiêu ngạo vẫn không có biến mất, tự nhiên không nguyện ý thần phục người khác. Chỉ là... đang lúc bọn họ chuẩn bị tiến về Tu La Thành tìm các đại trưởng lão lý luận thời khắc, thần thương Tu La tộc trưởng lão liên hợp ban bố một đạo mệnh lệnh. Huyết u cổ vực gia nhập Thiên Võ cổ vực, đây là mệnh lệnh của tộc trưởng, bất luận kẻ nào không được dị nghị, nếu không khu trục Tu La tộc, giết không tha. Một chút chi mạch đối đạo mệnh lệnh này lơ đễnh, càng là tuyên bố rời khỏi Tu La tộc, cận kề cái chết không muốn khuất nhục thần phục người khác. Bởi vì bọn hắn thể nội chảy chính là Tu La tộc huyết mạch cao quý. Có cái thứ nhất chi mạch rời đi, ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Tu La tộc liền có 1/3 chi mạch rời đi, huyết u cổ vực cũng triệt để loạn thành một bầy, các đại trưởng lão nghe được tin tức này, cũng là lo lắng. Tu La thành một tòa cung điện bên trong, thần thương các trưởng lão chính đang nghị luận việc này. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Ta Tu La tộc dòng dã rời đi 1/3 lực lượng A, nếu như tộc trưởng biết rõ, thật chẳng lẽ phế đi bọn hắn sao? Một trưởng lão sắc mặt có chút khó coi nói. Đúng vậy A, nếu như phế bỏ bọn họ, Tu La tộc chắc chắn suy bại đến 100 vạn năm đến điểm thấp nhất, ta Tu La tộc nguy rồi. Việc này, phải chăng còn có đường lùi, chúng ta hẳn là nói cho tộc trưởng, để tộc trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Các vị trưởng lão ngươi một lời, ta một câu. Chỉ có thần thương thần sắc không động mảy may. Các ngươi chẳng lẽ đem bản tộc trưởng mà nói xem như gió bên tai sao? Cũng mọi người ở đây nghị luận kịch liệt nhất thời điểm, đại điện bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, trong chớp mắt, cả tòa đại điện hạ giảm mấy chục độ, đám người hoàn toàn tĩnh mịch. Bái kiến tộc trưởng, đám người nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt đi đến, một đám trưởng lão vội vàng cúi đầu xuống. Thẳng đến Tiêu Phàm ở đại điện thủ tọa bên trên ngồi xuống, thần thương đột nhiên tiến lên một bước, khởi bẩm điện chủ, chạy tội nhân, thuộc hạ đã chỉnh lý thành sách, mong rằng tộc trưởng định đoạt. Dứt lời, thần thương cung kính trình lên một mai ngọc phù. Đám người thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, bọn họ giờ mới hiểu được, vì sao thần thương một mực bình tĩnh hết sức, nguyên lai hắn đã sớm biết Tiêu Phàm dự định. Chẳng lẽ tộc trưởng thực sự sẽ đem những mạch nhánh này trục xuất Tu La tộc sao? Đang lúc đám người trong lòng hoài nghi thời khắc, Tiêu Phàm lại là quét ngọc phù một cái, ngay sau đó nhàn nhạt quét đại điện bên trong trưởng lão một cái. Ngay sau đó, Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết sôi trào lên, quanh thân càng là xuất hiện một đạo to lớn hắc sắc ma ảnh, hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, đánh ra từng đạo thủ ấn. Các vị trưởng lão thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, một đạo thanh âm lạnh như băng từ Tiêu Phàm trong miệng truyền ra, lấy huyết mạch chi lực, gọi ma tổ chi linh, đoạt phản nghịch huyết mạch. Ầm ầm, theo Tiêu Phàm nói xong, hư không đột nhiên run lên bần bật, Tu La ma ảnh càng là ngửa mặt lên trời hét giận dữ,
tiếng truyền huyết u cổ vực, tựa như ở mỗi một cái tu la tộc tu sĩ trong đầu vang lên. Tổ âm, thần thương bọn họ nghe được thanh âm này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tổ âm, đây chính là nhất mạch chi tổ thông qua huyết mạch chi lực truyền bá thanh âm, chỉ cần ẩn chứa tu la tộc huyết mạch, Tiêu Phàm thanh âm liền có thể truyền đến lỗ tai của bọn hắn. Loại năng lực này, là không giả được, nghe được thanh âm này, đám người liền sẽ không bao giờ lại hoài nghi Tiêu Phàm thân phận. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Phàm coi như muốn tước đoạt những cái kia nhát gan chi mạch huyết mạch chi lực, cũng không phải tùy tiện có thể làm được. Cho tới bây giờ, bọn họ lúc này mới biết mình ý nghĩ là buồn cười biết bao. Tiêu Phàm có thể thi triển tổ âm, hắn nghĩ muốn tước đoạt ai tu la huyết mạch, đó hoàn toàn là chuyện quá đơn giản. Cũng không cần cùng bình thường huyết mạch một dạng, nhất định phải sử dụng huyết mạch sinh tử ấn mới có thể tước đoạt bọn họ huyết mạch chi lực. Tiêu Phàm muốn tước đoạt bọn họ huyết mạch chi lực, vẻn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Cũng mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, Tiêu Phàm sau lưng tu la ma ảnh đột nhiên chấn động phóng ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, vô ảnh vô hình, hoàn toàn bắt không đến. Giờ phút này, huyết u cổ vực bên ngoài một ngọn núi bên trong, vô số bóng người chính tiềm phục tại trong đó, có hai bóng người đang đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn huyết u cổ vực phương hướng. Nếu như thần thương bọn họ nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, hai người này chính là ban đầu ở Tu La Thành quảng trường phía trên, bị Tiêu Phàm đánh bay ông cháu hai người. Bọn họ nhất mạch, khi biết huyết u cổ vực thần phục thiên võ cổ vực về sau, dứt khoát rời đi huyết u cổ vực, lặn núp ở chỗ này chờ đợi thế cục phát triển. Ra ra, chờ huyết u cổ vực bị thế lực khác giết giết không nhiều thời điểm, chúng ta lại giết trở về, đến lúc đó, chúng ta mạch này cũng coi là huyết u cổ vực đại tộc. Trong đó người trẻ tuổi nhếch miệng cười nói. Hừ, dám trước mặt mọi người để cho ta mất mặt, quản ngươi cái gì tu la tộc tộc trưởng, lão phu cũng tất sát ngươi. Lão giả nghiến răng nghiến lợi nói, do dự quá mức khích động, lại ho khan mấy câu. Ngày đó Tiêu Phàm đem hắn đánh bay, hắn còn nhớ lấy thù này đây, nằm mộng cũng muốn tìm Tiêu Phàm báo thù. Khi biết Tiêu Phàm tiêu diệt hướng ra, hơn nữa để huyết u cổ vực thần phục thiên võ cổ vực về sau, hắn liền thấy cơ hội. Bởi vậy, hắn cố ý mang theo bọn họ mạch này rời đi huyết u cổ vực phạm vi, nhưng lại không hề rời đi quá xa, tùy thời đều chuẩn bị giết trở về. A à, huyết mạch chi lực của ta, vừa dứt lời, phía dưới núi rừng bên trong đột nhiên đi ra một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm, lần lượt từng bóng người từ thiên mà lên, tại hư không xuyên loạn. Chuyện gì xảy ra? Lão giả và người trẻ tuổi vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng mà một khắc sau, hai người cũng đồng thời biến sắc, lão giả và người trẻ tuổi thân thể run lên, một cỗ khô cảm giác nóng truyền khắp toàn thân. A à, người trẻ tuổi kêu thảm một tiếng, hung hăng hướng về dưới ngọn núi đập tới. Lão giả trên mặt cũng lộ ra thống khổ, sợ hãi nói, huyết mạch tước đoạt. Không sai, tác dụng ở bọn họ lực lượng trong cơ thể, chính là huyết mạch tước đoạt, dù là cách xa nhau ước vạn dặm, cũng trốn không thoát huyết mạch chóc ra lực lượng. Loại này lực lượng, liền tựa như hỏa diễm ở tại bọn hắn trong huyết mạch thiêu đốt mà lên, nhẹ thì huyết mạch biến mất, tu vi bị phế, nặng thì bỏ mình đạo tiêu. Mà có thể thi triển loại này lực lượng quỷ dị, chỉ có truyền thuyết có được tổ huyết người. Tộc trưởng, lão giả toàn thân run lên, lập tức quỳ lạy tại hư không, lớn tiếng sám hối nói, tộc trưởng tha mạng, lão đầu hám lợi đen lòng, hiện tại thành tâm ăn năn, còn xin tha cho chúng ta. Nói lấy, trên người lão giả khí tức càng ngày càng yếu, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Bọn họ làm sao biết, tộc trưởng của bọn họ, cùng hủy diệt hướng ra Tiêu Phàm là cùng một người, nếu như biết rõ, có lẽ liền sẽ không trốn được. Chuyện như vậy, phát sinh ở rất nhiều nơi, Phàm là chạy ra huyết u cổ vực người, tất cả đều bị tước đoạt huyết mạch chi lực. Tất nhiên Tiêu Phàm đã xuất thủ, đương nhiên sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, hắn có thể không có quá nhiều thời gian cùng bọn hắn giày vò, hiện tại hắn chỉ muốn giết một người răn trăm người. Những người này có thể phản bội tu la tộc một lần, tránh không được còn sẽ có lần thứ hai, vạn nhất về sau từ phía sau lưng đâm đao, vậy coi như hối hận không kịp. Muốn mau chóng chỉnh hợp vạn la đế vực thế lực, Tiêu Phàm thủ ấn cũng không thể không cường ngạnh một điểm. Tu la thành đại điện bên trong, thần thương đám người nhìn thấy Tiêu Phàm sau lưng tu la ma ảnh, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, trong lòng kinh hãi tới cực điểm.
trong bọn họ, cũng có người đồng dạng tránh không được sinh ra thoát đi chi tâm, nhưng là bởi vì không nỡ trưởng lão vị trí, lúc này mới cắn răng lưu lại. Cho tới bây giờ, bọn họ mới phát hiện, bản thân lưu lại là cỡ nào lựa chọn chính xác, nếu như Tiêu Phàm muốn giết bọn họ, căn bản không cần tốn công tốn sức. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm khí tức trên thân mới chậm rãi thu liếm, đám người biết rõ, những cái kia phản bội Tu La tộc người, đoán chừng đã tất cả đều bị xử trí kết thúc. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới nhàn nhạt nhìn phía dưới thần thương nói, sau ngày hôm nay, bản tộc trưởng không muốn lại giết ta Tu La tộc người, cũng hy vọng các ngươi không muốn cho bản tộc trưởng lý do xuất thủ. Không dám, đám người một trận sợ hãi. Không cần Tiêu Phàm nhiều lời, bọn họ cũng không dám đối Tiêu Phàm có bất kỳ dị tâm, vừa rồi một ngón kia, đã triệt để khiếp sợ đến bọn họ. Không chỉ chừng này trưởng lão, chỉ cần là Tu La tộc, đều có thể nghe được Tiêu Phàm cái kia tổ âm, ai còn dám làm thật xin lỗi Tu La tộc, thật xin lỗi Tiêu Phàm sự tình đây. Nhìn thấy trên mặt mọi người thần sắc, Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu, đều đứng lên đi. Dứt lời, cũng không đợi đám người phản ứng, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, hư không lập tức xuất hiện một màn ánh sáng, màn sáng phía trên là một bộ địa đồ, sông núi hình dạng mặt đất tất cả đều rõ ràng hiện lên trên đó. Từ từ, sông núi thu nhỏ, bản đồ phạm vi bắt đầu mở rộng, mấy tức về sau mới dừng lại. Đây là, Vạn La đế vực cùng với cấp dưới bách vực bản đồ địa hình. Thần thương hơi kinh hãi, không biết Tiêu Phàm là có ý gì. Tiêu Phàm chỉ phía trên địa đồ một cái điểm nói, nơi này, là thiên võ cổ vực, huyết u cổ vực ở vào thiên võ cổ vực phương Tây, trung gian cách 12 cái phổ thông địa vực. Đám người gật gật đầu, lại là không biết Tiêu Phàm lời nói bên trong ý nghĩa. Thương vân cổ vực ở vào thiên võ cổ vực bắc phương, trung gian cũng cách 6-7 địa vực. Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói ra, 3 ngày trước, thương vân cổ vực đại quân xuôi nam, bây giờ đoán chừng đã bắt xuống một người địa vực. Tê đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm lời đã đến nơi này, nếu như bọn họ còn không biết Tiêu Phàm lời nói bên trong là có ý gì, vậy thì thật là kẻ ngu. Về phần không nghe lời những cái kia địa vực, tỉ như Nam Phương Tử Dương cổ vực, cùng Đông Phương Huyền Nguyệt cổ vực, đã trở thành thiên võ cổ vực một bộ phận, về phần trung gian 10 cái này địa vực, không bao lâu cũng sẽ trở thành thiên võ vực một bộ phận. Tiêu Phàm lại bình tĩnh nói, chỉ là cái này thoại ngữ ở Tiêu Phàm trong tai, lại giống như tiếng sấm một dạng kinh người. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, rơi vào thần thương bọn người trên thân, thản nhiên nói nhiều như vậy, ta chỉ là muốn hỏi các ngươi, thu phục 10 cái này địa vực, các ngươi cần bao lâu? Thần thương bọn họ mặc dù đã từ Tiêu Phàm lời nói mới rồi nghe được ra hắn ý tứ, nhưng chân chính nghe được, vẫn là một trận kinh hãi, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thiên võ cổ vực chung quanh 4 đại cổ vực, 2 cái bị diệt, mặt khác 2 cái thần phục, bây giờ đã hiện lên bao vây chi thế. Nếu như bọn họ vẫn không rõ Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng đây, Tiêu Phàm đây là muốn đem huyết u cổ vực chờ 4 đại cổ vực bao vây ở bên trong cổ vực toàn bộ một ngụm nuốt mất ha. Dã tâm thật lớn, đám người trong lòng cảm khái, nếu như là trước đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tiêu Phàm ăn được nhiều như vậy địa vực. Phải biết, cái này 4 đại địa vực trung gian địa vực, giống như một hình bầu dục, cộng lại đoán chừng cũng có gần 50 cái. Tiêu Phàm coi như trưởng quản huyết u cổ vực cùng thiên võ cổ vực, hơn nữa thực lực bản thân cường đại, cũng không khả năng cầm xuống 50 cái địa vực. Dù sao, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn rất khó. Những nơi khác cho dù mặt ngoài thần phục ngươi, cũng chưa chắc nghe ngươi quản thúc. Bất quá lại nói trở về, nếu như những cái này đế vực toàn bộ rơi vào Tiêu Phàm tay mà nói, cho dù không thể toàn bộ nuốt vào toàn bộ Vạn La đế vực phụ thuộc địa hạt, cũng có thể trở thành Vạn La đế vực đệ nhất thế lực. Nghĩ vậy, mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập lên, tựa như đã thấy Tu La tộc lần nữa quật khởi cùng phục hưng. Ngược lại là thần thương rất nhanh bình tĩnh trở lại, lộ ra thẹn thùng, tộc trưởng, ta huyết u cổ vực cùng thiên võ cổ vực tầm đó còn cách một cái cổ vực, muốn cầm xuống sợ là có chút khó khăn. Hơn nữa, coi như chúng ta bắt lại, cũng không có nhiều người như vậy quản lý, đối ta Tu La tộc mà nói, cũng không nhất định là chuyện tốt. Chuyện quản lý cũng không cần ngươi lo lắng. Tiêu Phàm ảm đạm nói, về phần ngươi nói cái kia cổ vực, chẳng lẽ lấy các ngươi những cái này trưởng lão thực lực, còn bắt không được sao? Nói đến đây,
Tiêu Phàm ngữ khí đã có chút khó chịu. Tu La tộc tốt xấu cũng có được 10 cái đại đế cảnh cường giả, bình thường cổ vực có thể có 1-2 cái đại đế cường giả tọa trấn cũng không tệ rồi, cái kia cổ vực như thế nào huyết u cổ vực đối thủ? Là, chúng thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, Thần Thương vội vàng nói, trong vòng nửa năm, ta Tu La tộc nhất định đến thiên võ cổ vực. Kia bản tộc trưởng ở thiên võ cổ vực chờ các ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó thân thể hóa thành một trận quang vũ, biến mất trong đại điện. Đám người hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt Tiêu Phàm, cũng chỉ là một bộ linh hồn phân thân. Đại trưởng lão, nửa năm cũng quá vội vàng a, nếu như làm không được đây. Đợi Tiêu Phàm linh hồn phân thân hoàn toàn biến mất, trong đó một cái trưởng lão lo lắng nói. Làm không được cũng phải hoàn thành, Thần Thương con ngươi kiên định lạ thường, chẳng lẽ các ngươi không nghe ra tộc trưởng ý nghĩa, Thương Vân cổ vực tối đa cũng liền 3 tháng liền có thể giết tới thiên võ cổ vực sao? Đám người trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Bản trưởng lão trấn thủ huyết u cổ vực, các ngươi 8 người xuất lĩnh 8 nhánh đại quân, đồng thời tiến công 8 đại địa vực, có lẽ không cần nửa năm, 2-3 tháng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, mấy người không thể làm gì, chỉ có thể nghe theo Thần Thương mệnh lệnh, nhao nhao bắt đầu hành động. Thời gian chậm rãi xói mòn, Tiêu Phàm ở diệt đi hướng ra về sau, liền chạy tới thiên võ cổ vực. Vạn La đế vực cùng huyết u cổ vực cách xa nhau cực kỳ xa xôi, Tiêu Phàm tự nhiên không có khả năng đi tới đi lui, dù là lấy tốc độ của hắn, cũng phải tiêu phí thời gian 2-3 tháng. Bởi vậy, Tiêu Phàm đã sớm ở huyết u cổ vực lưu lại một đạo linh hồn phân thân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thiên võ cổ vực, cuối cùng đã tới. Tiêu Phàm nhìn qua xa xa mặt đất bao la, trong lòng cảm khái không thôi. Từ lần trước rời đi, Tiêu Phàm đã có không sai biệt lắm tầm 10 năm chưa từng trở về, bây giờ thiên võ cổ vực, đã không thấy mười mấy năm trước hoang vô cùng thê lương. Hiển nhiên. Thiên võ cổ vực ở quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma bọn họ hướng dẫn dưới, cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Kình Thiên, hôm nay bắt đầu, ngươi liền trấn thủ thiên võ cổ vực. Tiêu Phàm chỉnh trọng chuyện lạ nói ra, hắn cũng không muốn đang phát sinh năm đó thảm trạng. Chuyện như vậy, có một lần là đủ rồi. Là, tộc trưởng, đối với Tiêu Phàm mệnh lệnh, Kình Thiên cho tới nay cũng là phục tùng vô điều kiện, trong lòng hắn. Tiêu Phàm mệnh lệnh so Tu La tộc tồn vong đều trọng yếu. Không vì cái gì khác, bởi vì Tiêu Phàm chính là Tu La tộc tộc trưởng. Công tử, lúc này, chân trời bỗng truyền đến một thanh âm, ngẩng đầu nhìn tới, lại là mười mấy bóng người cấp tốc hướng về phương này bay tới. Cầm đầu hai cái chính là quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma, để Tiêu Phàm kinh ngạc chính là, hai người bọn họ khí tức trên thân cực kỳ cường hoành, vậy mà đều đạt đến đại đế cảnh hậu kỳ. Ở phía sau bọn họ, đứng lại là Hùng Lân cùng ba xà đám người, mấy người rời đi sát lục luyện ngục về sau, cũng khôi phục đến năm đó đỉnh phong, thậm chí càng tiến một bước. Nhưng khi bọn hắn cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức trên thân lúc, toàn bộ đều thở dài. Ngắn ngủi tầm 10 năm không tới thời gian, Tiêu Phàm tu vi vậy mà đã không yếu hơn bọn họ, nếu là tiếp qua 10 năm, Tiêu Phàm há không phải là xa xa vượt qua bọn họ. Tiêu Phàm cùng đám người một trận chào hỏi. Nghe tới quân Nhược Hoan liên quan tới thiên võ cổ vực giới thiệu lúc, Tiêu Phàm trên mặt đều là vẻ hài lòng. Bây giờ thiên võ vực, sớm đã xưa đâu bằng nay, trừ bỏ Hùng Lân bọn họ này một đám đại đế cảnh bên ngoài, thần vương cảnh tu sĩ đã số lượng cũng không ít, chí ít không phải bình thường cổ vực có thể so sánh. Vài ngày trước, chính là quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma hai cái mang theo Tu La điện người, nhất cử tiêu diệt Tử Dương cổ vực cùng Huyền Nguyệt cổ vực, trấn nhiếp tứ phương địa vực. Làm Kình Thiên cùng Ngọc Kỳ Tử bọn họ nghe nói mười mấy năm trước thiên võ cổ vực lúc, trên mặt rõ ràng là vẻ không tin. Một cái bình thường địa vực, bình thường liền một cái thần vương cảnh tu sĩ đều không gặp được, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, đại đế cảnh đều có không ít, thậm chí còn có thánh đế cảnh tọa chấn, nếu như không phải tận mắt thấy, sẽ không ai tin tưởng cả. Sau một hồi lâu, Tiêu Phàm đám người đi tới thiên võ thần sơn vị trí, lúc trước thiên võ thần sơn hủy diệt. Về sau cửu âm thần long cùng ngọn núi thạch bọn họ đem thiên võ thần sơn cải tạo một phen. Bây giờ chỉ có một ngọn núi thẳng nhập mây xanh, giống như một chuôi kình thiên cự kiếm đồng dạng, khí thế khiếp người. Một tòa kim bích huy hoàng cung điện bên trong, đám người nhao nhao ngồi xuống, ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở Tiêu Phàm trên người, chờ đợi Tiêu Phàm mở miệng. Những năm này,
vất vả mọi người. Tiêu Phàm thở sâu, cảm kích nhìn Quân Nhược Hoan đám người nói. Những năm này, Tu La Điện có thể có được hôm nay thành tựu, mọi người vất vả Tiêu Phàm có thể đều thấy ở trong mắt, chỉ dựa vào một mình hắn, là không thể nào mang theo Tu La Điện đi cho tới bây giờ trình độ. Quân Nhược Hoan đám người liên xưng không dám, Bạch Ma lại là không chút khách khí nói, tiểu tử, người muốn là nghĩ khao ta, mang theo ta tiến về vạn tộc cổ lộ liền tốt. Nếu như có thể, ta đến lúc đó dẫn người đi. Tiêu Phàm ngược lại là 10 điểm thống khoái nói. Cứ quyết định như vậy đi. Bạch Ma nhe răng cười một tiếng, đã hận không thể lập tức tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ. Tiêu Phàm cười gật đầu, ngay sau đó thần sắc nghiêm lại nói, Nhược Hoan, thu phục các đại địa vực phải cần bao nhiêu thời gian? Công tử, trong vòng 3 tháng, Tu La Điện huynh đệ sẽ triệt để khống chế Tử Dương cổ vực, Huyền Nguyệt cổ vực cùng Thương Vân cổ vực trong phạm vi tất cả địa vực, chỉ bất quá tiếp tục khuếch trương có chút không còn chút sức lực nào. Quân Nhược Hoan trầm giọng nói. Không vội, Tiêu Phàm khoát khoát tay, nghĩ nghĩ trịnh trọng chuyện lạ nói, thiên võ cổ vực có thể hay không vạch ra một mảnh vực, càng lúc càng tốt. Quân Nhược Hoan lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá vẫn là như thực nói ra, thiên võ thần sơn đông phương, có một mảnh phương viên mấy vạn dặm địa vực chưa từng khai khẩn. Ở quân Nhược Hoan nghĩ đến, mấy vạn dặm phương viên, đã đầy đủ lớn, hẳn là có thể thỏa mãn Tiêu Phàm yêu cầu. Nhưng mà, không chờ hắn nói xong. Tiêu Phàm liền trực tiếp ngắt lời hắn, nói, mấy vạn dặm phương viên quá nhỏ, ít nhất cũng phải phương viên mười mấy vạn dặm. Nói đùa cái gì, hắn muốn nơi này thế nhưng là dùng để an bài chiến hồn đại lục tất cả tu sĩ, mấy vạn dặm phương viên thật vẫn không đủ. Phải biết, lúc trước chiến hồn đại lục, mặc dù chỉ là một cái tiểu thế giới, nhưng là tuyệt đối không chỉ lớn như vậy. Vậy thuộc hạ lập tức đi an bài, sau 7 ngày, trở lại một chỗ hai phạm vi trăm ngàn dặm đất trống. Quân Nhược Hoan gật đầu nói. Tốt, việc này giao cho ngươi, ta yên tâm. Tiêu Phàm gật gật đầu. Chiến hồn đại lục người, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Hơn nữa, bọn họ về sau cũng chắc chắn trở thành Tu La Điện trụ cột vững vàng. Tiêu Phàm tự nhiên muốn trọng điểm chiếu cố. Tiêu Phàm ánh mắt ở đại điện bên trong quét một vòng, cũng là một chút khuôn mặt quen thuộc. Tu La Điện một đám huynh đệ lại là không có mấy cái ở chỗ này. Lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt cuối cùng rơi vào Huyết Vô Tuyệt trên người, hỏi, sư huynh, Ảnh Phong cùng Phong Lang bọn họ đâu? Huyết Vô Tuyệt tiến lên một bước, cũng không có lấy Tiêu Phàm sư huynh mà tự cho mình là, nói, bẩm báo điện chủ, bọn họ chính đang vì Tu La Điện công thành đoạt đất, điện chủ nếu như muốn gặp bọn họ, thuộc hạ cái này triệu bọn họ trở về. Tiêu Phàm nghe được Huyết Vô Tuyệt trong giọng nói ý nghĩa, hiện ngầm là sư huynh đệ không thể nghi ngờ, nhưng ở nơi công cộng. Huyết Vô Tuyệt lại là muốn giữ gìn Tiêu Phàm uy nghiêm. Không cần, Tiêu Phàm lắc đầu, những huynh đệ này bên ngoài vì hắn xuất sinh nhập tử, hắn tự nhiên không thể là vì một chuyện nhỏ liền đem bọn hắn triệu hồi. Tiểu tử, tiếp qua mấy tháng, thiên võ cổ vực địa bàn coi như không chỉ như vậy lớn, ngươi có thể nghĩ tốt rồi muốn thành lập thế lực gì không? Lúc này, Bạch Ma đột nhiên chen lời nói. Đúng vậy a công tử, thiên võ cổ vực muốn quản lý mấy chục cái địa vực. Ít nhất cũng phải một cái thế lực bày ở ngoài sáng, không có khả năng vĩnh viễn năm bè bảy mảng. Quân Nhược Hoan cũng hợp thời mở miệng. Ngay sau đó, Huyết Vô Tuyệt cùng Hùng Lân, ba thần bọn họ cũng tất cả đều phụ họa. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư, chuyện này, hắn cũng nghĩ qua thật lâu, một đoạn thời gian rất dài, hắn đều muốn đem Tu La Điện mang lên mặt bàn. Nhưng về sau, Tiêu Phàm vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Không phải hắn không muốn đem Tu La Điện phát dương quang đại, mà là ánh mắt của hắn đã không chỉ có cực hạn với một cái Tu La Điện. Liền tựa như trước mắt, thiên võ cổ vực thế lực, trừ bỏ Tu La Điện bên ngoài, còn có thiên võ cổ vực lúc đầu các đại thế lực. Không bao lâu, thiên võ cổ vực liền sẽ có được mấy chục cái địa vực, ngư long hỗn tạp, nếu như không có một cái thống nhất thế lực tới quản lý, cái kia Tiêu Phàm những ngày tháng cố gắng coi như uổng phí. Mọi người cho rằng, xây một cái như thế nào thế lực đây? Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Phàm cười nhìn lấy chúng nhân nói. Theo ta thấy, liền kêu thần ma thiên khuyết làm sao, cái tên này bá khí a. Bạch Ma trước tiên mở miệng nói. Đó là thành trì, hay là tông môn, hoặc là quốc độ. Tiêu Phàm không khỏi bạch Bạch Ma một cái, tức giận nói. Quốc độ a, ta tới làm hộ quốc đại nguyên soái.
Bạch Ma thử lấy hai hàm răng trắng. Công tử, quốc độ cố nhiên không tồi, nhưng rắc rối phức tạp, quản lý tồn tại rất lớn lỗ thủng. Theo ta thấy, lấy gia tộc và tông môn quản lý không sai, đẳng cấp xâm nghiêm, nhưng tầng cấp không nhiều như vậy, trong thời gian ngắn hiệu quả tốt nhất. Quân Nhược Hoan suy nghĩ một chút nói. Điện chủ, ta cũng đồng ý thành lập tông môn. Huyết Vô Tuyệt cũng cho ra trong lòng mình đáp án. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, đại đa số đề nghị Tiêu Phàm thành lập tông môn, mà chỉ cần số ít người để Tiêu Phàm thành lập thần triều cùng gia tộc. Khi tất cả người cho ra đề nghị về sau, đại điện bên trong khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người đều đang đợi Tiêu Phàm làm quyết định sau cùng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đã như vậy, vậy liền thành lập tông môn A, về phần danh tự. Tiêu Phàm vỗ tay vịn của cái ghế, 10 điểm quả quyết nói, liền kêu là Vô Tận Thần Phủ. Vô Tận Thần Phủ, đám người nghe được cái này danh tự, âm thầm gật đầu, mặc dù không biết Tiêu Phàm gọi cái tên này dụng ý, nhưng là đều không có phản đối, ngược lại tất cả đều tán đồng cái tên này. Liền trước mặt mọi người người trầm ngâm thời khắc, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, Vô Tận Thần Phủ tạm thời chia làm tứ điện, đệ nhất điện là Tu La Điện, nguyên bản Tu La Điện chức trách không thay đổi, từ Huyết Vô Tuyệt đảm nhiệm điện chủ. Đệ nhị điện là Huyết U Điện. Kình Thiên đảm nhiệm điện chủ quản Tu La tộc tất cả công việc, về phần Huyết U Điện những nhân viên khác, Kình Thiên ngươi tự hành an bài. Đại điện bên trong Kình Thiên hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm một câu vậy mà liền trực tiếp đem Tu La tộc giao cho hắn quản lý, đây cũng không phải bình thường tín nhiệm a. Là, thuộc hạ nhất định không phụ tộc trưởng kỳ vọng cao. Huyết Vô Tuyệt cùng Kình Thiên hai người hơi sững sờ, ngay sau đó ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất cung bái nói. Những người khác trên mặt đều là vẻ hâm mộ, nhất là nhìn về phía Kình Thiên thời khắc. Nhưng là bọn họ cũng biết, coi như để bọn hắn đảm nhiệm Huyết U Điện điện chủ, Tu La tộc cũng sẽ không phục bọn họ, thậm chí còn khả năng rước lấy một thân tao. Cho nên, đám người hâm mộ sau khi, cũng không có cái khác tâm tư, dù sao, Kình Thiên vốn là Tu La tộc người, quản lý hết sức dễ dàng. Tiêu Phàm bản thân cũng là Tu La tộc. Chiếu cố một chút Tu La tộc cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đệ Tam Điện, Chiến Hồn Điện, Nam Cung Tiêu Tiêu đảm nhiệm điện chủ, quay đầu Chiến Hồn Điện sự tình, ta sẽ giúp ngươi cùng nhau an bài Chiến Hồn Điện người. Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Nam Cung Tiêu Tiêu trên người. Là, điện chủ, Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc nghiêm lại nói. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ hâm mộ, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà vì Nam Cung Tiêu Tiêu đơn độc thành lập một điện. Chỉ là nghĩ đến quan hệ giữa hai người, đây cũng là bình thường trở lại. Bất quá bọn hắn trong lòng càng hiếu kỳ hơn, chỉ dựa vào Nam Cung Tiêu Tiêu một người, lại có tài đức gì, có thể thành lập một điện đây. Hùng Lân, Ba Thần, Liệt Thiên, mấy người các ngươi đại đế cảnh, tất cả đều gia nhập Chiến Hồn Điện. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía đại điện bên trong Hùng Lân đám người nói. Là, công tử, mấy người cung kính gật đầu. Ngay sau đó nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu gật đầu ra hiệu, về sau bọn họ cũng coi là cùng một chiếc chiến xa phía trên người. Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trên người, bọn họ ngược lại rất hiếu kỳ, đệ tứ điện lại là cái gì điện? Đệ tứ điện, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, ánh mắt đảo qua ở đây Tu La, trịnh trọng nói, tên là Thiên Hạ Điện. Đám người nghe vậy, lập tức nín thở ngưng thần nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hiển nhiên đều muốn đảm nhiệm Thiên Hạ Điện điện chủ. Quân Nhược Hoan đảm nhiệm điện chủ, Tiêu Phàm nói một hơi, cuối cùng ánh mắt rơi vào Quân Nhược Hoan trên người. Đám người vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Quân Nhược Hoan, vội vàng nói vui, Quân Nhược Hoan lại là thở sâu, quỳ một chân trên đất, cung bái nói, tạ phủ chủ, thuộc hạ định không phụ kỳ vọng. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, sau đó lại nói tiếp ra một câu để tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ lời nói. Mặt khác, mệnh ngươi làm Vô Tận Thần Phủ phó phủ chủ, ta không ở trong lúc đó, do ngươi chủ tính chung Vô Tận Thần Phủ tất cả mọi chuyện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 153.